tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 1, Hoàng Sơn chân quân cùng hội cửu châu số 1. Thứ 2, ngày 20 tháng 5 năm 2019. Xuân qua, hạ trí. Mùa này, ở Giang Nam độ tranh lệch nhiệt độ ngày đêm trong ngày thay đổi rất lớn. Ban ngày mặc quần cậu còn nóng như chó, buổi tối lại phải rút lại trong chăn vẫn lạnh sun cả vòi. Trường Đại học Giang Nam. 2 giờ 13 phút chiều, cái giờ này chính là giờ bọn học sinh đi học. Tống Thư Hàng lại một mình ở lại trong nhà trọ, bàn máy tính bị kéo đến mép giường, thuận lợi hắn dùng đủ loại tư thế xem phim. Tống Thư Hàng cũng không có yêu thích cúp cua, nửa đêm tối hôm qua khí trời oi bức, trong giấc mộng hắn sử dụng ra một chiêu, song long xuất hải, đạp bay chăn. Quá nửa đêm, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, cả người trên dưới chỉ có một cái quần lót Tống Thư Hàng nhất thời đau khổ, trong giấc mộng hai tay của hắn ở trên giường khổ khổ mầy mò tìm kiếm thăm dò, lại không sợ tới chăn. Cuối cùng chỉ có co lại thành hình con tôm, ở dưới nửa đêm gió rét dâm uy run lẩy bẩy. Lúc ánh sáng mặt trời dâng lên, Tống Thư Hàng đã trở thành một thành viên trong đại quân cảm cúm. Bạn cùng phòng đã thay hắn xin nghỉ bài học hôm nay. Sau đó, hắn uống thuốc cảm, ngủ một giấc đến bây giờ. Sốt cao rút đi, thân thể vẫn còn có chút suy nhược, trạng thái như vậy căn bản là không có cách đi học. Cho nên, hắn chỉ có thể một thân một mình ở tại nhà trọ buồn chán xem phim trên màn ảnh đường tiến độ phim chậm rãi chạy nhưng nội dung phim tống thư hằng cũng không thấy đi vào một chút nào thuốc còn không có tác dụng à thật là mệt hắn ngáp một cái cảm giác mí mắt có chút nặng nề tích 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 tương đương lúc này dưới góc phải máy vi tính phần mềm nói chuyện phiếm nhảy lên đây là có người đưa hắn thêm là bạn tốt hoặc là nhắc nhở tham gia hội nhóm Ai thêm ta, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, hắn tự tay ở máy vi tính dưới góc phải nhẹ nhàng điểm một cái, nhắc nhở tin tức bắn ra. Hoàng Sơn Trân Quân thỉnh cầu tăng thêm ngươi là bạn tốt. Thêm tin tức không? Hoàng Sơn Trân Quân, ai vậy, loại biệt danh kỳ quái này. Audio điện tử võ tấn bền. Là bạn học trong lớp sao? Tống Thư Hàng nói thầm, trong đầu không khỏi nhớ lại có mấy đứa trong lớp học rõ ràng đã lên đại học vẫn còn ảo tưởng thuộc về tuổi thanh xuân. Nếu như là bọn họ mà nói, đúng là sẽ lấy loại biệt danh kỳ quái này. Nghĩ tới đây, hắn chọn, đồng ý. Ngay sau đó, lại có một cái hệ thống tin tức bắn ra. Hoàng Sơn Trân Quân mời người tham gia hội nhóm, hội cửu châu số 1. Có đồng ý hay không? Tống Thư Hàng tiếp tục nhấn đồng ý. Thư Sơn áp lực đại, đồng ý tham gia hội cửu châu số 1. Ngài đã đồng ý tham gia hội nhóm, cùng chào hỏi bạn bè trong hội nhóm đi. Còn đưa thêm có một cái biểu tượng vui vẻ. Đầu năm nay làm công cụ trò chuyện càng ngày càng nhân tính hóa. Liên tiếp nhắc nhở bắn ra sau, Tống Thư Hàng tắt đi nhắc nhở cùng hội nhóm khung chat, bây giờ cơn buồn ngủ của hắn ập đến, nào có tinh lực quan tâm chính mình tăng thêm cái gì hội nhóm. Ngược lại, Hắn hội nhóm thiết lập vẫn là không gợi ý tin tức chỉ biểu hiện số lượng. Nói chuyện trong nhóm sẽ không bắn ra quấy giày đến hắn, sẽ chỉ ở hội nhóm sau biểu hiện số lượng nói chuyện phiếm. Sau đó chờ hắn thanh tỉnh một chút, có thể đi lướt vùn vụt lịch sử trò chuyện, liền có thể biết rõ mình tham gia hội nhóm là cái gì, còn có lịch sử trò chuyện trong nhóm thành viên cũng sẽ không mất. Ánh mắt càng ngày càng nặng nề. Đường tiến độ phim vẫn như cũ ngoan cường tiến tới, ý thức tống thư hàng lại càng thêm mơ hồ. Bên trong hội cửu châu số 1, sau khi thấy có người mới tham gia, có thành viên trong nhóm lặn xuống nước lại ló đầu lên. Bắc Hà Tán Nhân, Hoàng Sơn Trân Quân tăng thêm vị đạo hữu mới đi vào sao? Đã có đã hơn một năm không thêm người mới rồi chứ? Lại có ít là, Tô Thị A Thất, nhanh chóng trả lời, có đạo hữu mới. Đạo hữu ở khu nào ở Hoa Hạ? Cái động phủ tu hành ở đâu? Đạo hiệu đây, tu vi mấy phẩm? Này vấn đề liên tiếp, luôn cảm giác có chỗ nào có cái gì không đúng. Gần như cùng lúc đó, ít là cuồng đao tam lãng bắn ra tin tức giới tính đạo hữu mới. Là tiên tử phải không? Phải báo cáo ba vòng, phát cái cái ảnh lên. Thấy tin tức của Tô Thị A thất cùng cuồng đao tam lãng, có chừng mấy người trong nhóm khóe miệng co giật. Tam lãng huynh, người quả nhiên là con cá vàng ư. Bắc Hà Tán Nhân thở dài nói, người cũng đừng lại muốn chết, nhớ Hoàng Sơn chân quân lại tăng thêm vị đại tiền bối đi vào làm sao bây giờ. Tam lãng người này cái gì cũng tốt, có tình có nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, cho nên nhân duyên không tệ, chính là bình thường miệng thích ba hoa, là một tên người tốt. Hết lần này tới lần khác giá trị may mắn của người này lại thấp để cho người tức lộn ruột, mỗi lần trêu chọc tìm đường chết, đắc tội luôn là đại tiền bối. Lại toàn tìm lúc đại tiền bối đang giàu không có chuyện vui, tự nhiên rất vui vẻ dày vò lên chuyện vui đưa tới cửa cuồng đao tam lãng. Quỷ yêu cầu không muốn nói, đại tiền bối, mấy chữ, bổn tỏa trong lòng có bóng mờ. Cuồng đao tam lãng phát một hàng, mặt rơi đầy nước mắt, biểu tình. Bốn năm trước tấm phá miệng này của hắn đắc tội một vị, đại tiền bối, xinh đẹp. Bị giày vò thảm, đại tiền bối kia liên tiếp giày vò hắn suốt một năm lẻ bốn tháng. Ngài không có nghe lầm, là suốt một năm lẻ bốn tháng. Nhớ tới đoạn cao ngất năm tháng không thuộc về mình kia, hốc mắt của hắn cũng ươn ướt. Lời này Tam Lãng vừa mới nói xong, trong nhóm liền liên tiếp bắn ra biểu tình cười xấu xa không che giấu chút nào, trực tiếp cười trên nỗi đau của người khác. Trạng thái biểu hiện online trong nhóm có 8 người, trong đó có 6 người đồng loạt bắn ra một hàng khuôn mặt tươi cười. Đám khốn khiếp cười hả hê bọn ngươi, bổn tọa nhớ các ngươi mỗi một người, không nên để cho bổn tọa gặp các ngươi. Nếu không nhất định phải để cho các ngươi nếm thử một chút 72 đường khoái đao lợi hại của bổn tọa." Cuồng đao Tam Lãng oán hận nói, hắn đối với mình khoái đao rất có tự tin, sau cái đồ khốn khiếp cười xấu xa mới vừa rồi, một mình đấu mà nói không có một là của hắn đối thủ. Cuồng đao Tam Lãng vừa mới nói xong, trong nhóm lập tức lại bắn lên một cái biểu tình cười xấu xa, là Tô Thị A Thất. Tiếp lấy Tô Thị A Thất rất hưng phấn nói, "Lúc nào một mình đấu?" Hiển nhiên Tô thị A Thất cũng không có ý tứ cười hả hê, hắn chính là muốn tìm người đánh một trận. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, cuồng đao tam lãng nhất thời héo. Bởi vì hắn không đánh lại A Thất. Hắn tu vi tinh thâm, đã đạt tới ngũ phẩm linh hoàng hậu kỳ cảnh giới, cách lục phẩm linh quân cũng chỉ có khoảng cách hai bước, nhưng là hắn không đánh lại A Thất. Hắn một tay 72 đường đao pháp vừa nhanh vừa độc, còn có thân pháp nhanh như thiểm điện, nhưng là không đánh lại A Thất. Hắn được xưng cuồng đao lúc điên lên ngay cả mình đều sợ nhưng chính là không đánh lại a thất trong nhóm người thấy tam lãng héo sau lại vừa là một chuỗi không chút kiêng kỵ khuôn mặt tươi cười ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép lần này cuồng đao tam lãng chỉ có thể buồn bực phát một chuỗi dấu chấm trong nhóm người làm ồn nửa ngày lại không thấy người mới lên tiếng hơi nghi hoặc một chút đạo hữu mới không lên tiếng bắc hà tán nhân lên tiếng hỏi đáng tiếc bởi vì dược hiệu của thuốc cảm Tống thư hàng đã lần nữa tiến vào trạng thái nửa ngủ. Lúc này, Tô thị A thất lại rất vui vẻ phát cái tin, ta xem xuống, đạo hữu mới kêu, thư sơn áp lực đại. Có nghe qua cao thủ kêu cái đạo hiệu này sao? Cái đạo hiệu này nghe có chút giống như là nho môn hành giả. Thật để cho người mong đợi a, à, mấy năm nay, nho môn hành giả ẩn cư rất sâu, tìm cũng không tìm tới. Ta đã có gần trăm năm không đánh bọn họ rồi. Hồi tưởng lại, đánh nho môn hành giả so với phật môn còn phải thoải mái không chỉ có miệng lưỡi lợi hại quả đấm cũng quá cứng hơn nữa lúc đánh tới hứng thú sẽ còn phóng khoáng ngâm thơ trợ hứng thoải mái thích nhất đánh bọn họ a à thất ta nói người đối với đạo hữu mới mong đợi vĩnh viễn chỉ có có được hay không đánh cùng với đánh có thoải mái hay không sao cuồng đao tam lãng phát cái ai cần mặt rơi đầy nước mắt nói đây quả thực là hành động ác bá có được hay không Ê. Tô Thị A thất có chút ngượng ngùng. Bác Hà Tán Nhân cười xấu xa nói, có thể hay không lại là một vị, đại tiền bối, không biết dùng công cụ trò chuyện. Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người cảm giác cảnh này rất quen đây. Đúng vậy, không sai biệt lắm 4 năm trước tựa hồ cũng có một vị tiền bối bế quan hơn trăm năm sau xuất quan, giống vậy thật vất vả lên phần mềm nói chuyện phiếm, bị Hoàng Sơn chân Quân tham gia hội nhóm. Nhưng bởi vì sẽ không đánh chữ, không có lên tiếng. Sau đó, một vị kêu cuồng đao tam lãng ra hỏa miệng ba hoa rất vui vẻ tại trước mặt vị này tiền bối, lại bắt vị tiền bối này báo cáo ba vòng, lại bắt nàng phát hình, lại bắt giọng nói nói chuyện. Sau đó, không qua mấy ngày, cuồng đao tam lãng liền tận mắt thấy vị tiền bối này. Đó là vị tiền bối rất đẹp, trói mắt mỹ lệ giống như trăng sáng trong bầu trời đêm. Tiếp theo, vị này tiền bối xinh đẹp giày vào cuồng đao tam lãng suốt một năm lẻ bốn tháng mới hài lòng rời đi cuồng đao tam lãng nhất thời quỳ. Hoàng Sơn, lúc này, một cái ít tên là Dược Sư, lên tiếng. Không giải thích được tin tức ngắn gọn, không đầu không đuôi. Cũng may trong nhóm người sớm quen thói quen ngắn gọn nói chuyện phiếm của Dược Sư, hắn là đang hỏi chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân người ở đâu. Lên tiếng ngắn gọn cũng không phải là Dược Sư tính cách cao quý lãnh ngạo, mà bởi vì hắn đánh chữ dùng là hai ngón mổ cò gõ chữ, tốc độ cực chậm số chữ nhiều thời điểm còn dễ dàng sai, xóa xóa viết viết vô cùng đau khổ. Cho nên dược sư thói quen lên tiếng có thể ngắn thì ngắn. Lâu ngày, biến thành loại phương thức trao đổi tích chữ như vàng này. Hắn tăng thêm người sau liền lập tức offline, nghe nói bảo bối đại yêu khuyển nhà hắn lại bị tức bỏ nhà ra đi, Hoàng Sơn chân quân lại đuổi theo. Đối phó đại yêu khuyển bảo bối kia cũng không dễ dàng, bây giờ chân quân khẳng định rất bận rộn, có thể online thêm người đều là hiếm thấy dành thời gian. Bác Hà Tán Nhân trả lời. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, sược sư. Vậy chỉ có thể chờ đạo hữu mới học được dùng công cụ trò chuyện sau đó mới trò chuyện. Tô Thị A thất thở dài nói, bọn họ cũng vào trước là chủ, cho là người mới tham gia cũng là người trong đồng đạo. Thấy đạo hữu mới không có phản ứng, mấy vị online thấy không có chuyện vui, cũng đều dối giết lặn xuống nước. Ước chừng một tiếng sau, Tống Thư Hàng thoáng tỉnh hồn lại nhớ mới vừa rồi có người thêm ta vào hội nhóm đi, thật giống như kêu hội cửu châu số một tới. Hắn thấp giọng lẩm bẩm tiện tay mở ra công cụ trò chuyện dưới góc phải, kéo ra khung chat hội cửu châu số một. sốt cuộc là cái gì hội nhóm? Rất nhanh, lịch sử trò chuyện một giờ trước xuất hiện ở trước mặt hắn. Tống thư hàng lướt qua đại khái một lần. Đạo hiếu, động phủ, tu vi mấy phẩm. Còn có tiền bối, chân quân, bồn tòa, đuổi bắt đại yêu khuyển đủ loại chuyên dụng từ ngữ trong tiểu thuyết tiên hiệp. Trò chuyện trong hội, phương thức nói chuyện cũng rất thú vị, vừa xưa vừa nay, nửa lạc nửa mỡ. Cho người cảm giác chính là người hiện đại định dùng cổ ngữ trao đổi, hết lần này tới lần khác lại bởi vì căn cơ cổ văn không đạt tiêu chuẩn, đưa đến phương thức trao đổi rất không được tự nhiên. Xích tương đương tương đương, tống thư hàng bật cười. Nhìn dáng dấp đây là một người yêu thích tiên hiệp xây hội nhóm. Không đúng, đây tuyệt đối không phải là hội nhóm người yêu thích tiên hiệp thông thường. Trong nhóm mỗi người cũng cho mình nổi lên cái đạo hiệu, chỗ ở muốn danh hiệu động phủ, chủ nhóm thất lạc chó cảnh đều phải hình dung đại yêu khuyển lập gia đình bỏ nhà ra đi. Còn có người tự xưng trên trăm năm không đánh nho môn hành giả gì, nói cách khác người kia tự xưng đã sống mấy trăm tuổi. Chỉ là nhìn những thứ lịch sử trò chuyện này thì có loại xấu hổ cảm giác. Loại si mê trình độ này đã đạt đến bệnh Junibio trình độ đi, hơn nữa còn là junibio rất có đặc sắc tiên hiệp hoa hạ tống thư hàng âm thầm gật đầu nhìn dáng dấp đây là một trại tập trung người bệnh junibio tiên hiệp đây cũng là hắn đối với hội cửu châu số 1 cùng thành viên trong nhóm ấn tượng đầu tiên nhưng là vì sao lại thêm hắn vào hội hắn nhìn xuống tài liệu của chủ nhóm hoàng sơn trân quân cũng không phải là bạn học của mình mình cũng khẳng định không nhận biết hắn là thêm nhầm sao chương 2, đợi bản tôn lại đoán một quẻ. Đều nói không bị Chunibio quá uổng thiếu niên. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua thời kỳ đó, chỉ là có chút người biểu hiện ra, có vài người là giấu ở đáy lòng. Cũng chính là lẳng lơ bên ngoài cùng bên trong quá khác nhau. Tống Thư Hàng có vài phần thanh niên già dặn, thời kỳ đó tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Cho nên đến lúc năm thứ hai trung học cơ sở, chung quanh con trai còn vùi lấp ở mơ kiếm nghiệp, mơ siêu nhân, mơ thần tiên, cả ngày vung hàng long thập bát trường, biến thân siêu nhân. Thư hàng lại đã sớm đối với mấy cái này không ôm bất kỳ hy vọng nào. Thế giới này vật lý phép tắc là chính xác như thế, một người muốn nhảy một cái qua ba tầng cao như thế, xong trưởng đánh một cái đánh ra rồng vàng, mặc xịp tam giác ở ngoài là có thể bay lượn đều là chuyện không thể nào. Tuy vậy hắn vẫn rất thích tiểu thuyết tiên hiệp, phim siêu nhân, có lẽ là sâu trong nội tâm của hắn vẫn rất kỳ vọng có một ngày siêu nhân, người ngoài hành tinh, tiên nhân có thể xuất hiện ở trước mặt hắn chứ. Biết rất rõ ràng không thể nào, nhưng lại không giải thích được mong đợi, đây cũng loài người thiên phú đặc trưng chứ. Tống Thư Hàng cười đóng lại khung trò chuyện hội nhóm, bất quá, hắn không có thối lui ra hội này. Hắn cảm giác những người ở hội cửu châu số một rất có ý tứ, trong hội những thứ lịch sử trò chuyện kia để cho người nhìn không đến cũng cảm giác rất ngượng ngùng, từ người đứng xem góc độ đi xem mà nói, bất ngờ rất thú vị, cho nên ở chủ hội đá người trước, Hắn chuẩn bị lặn xuống nước trước, nhìn một chút lịch sử trò chuyện đủ loại thú vị, để hắn buồn chán giết thời gian. Trên máy vi tính màn ảnh, phim vẫn còn tiếp tục, này hình như là một bộ phim kinh dị. Nội dung cốt truyện đủ loại sợ hãi xen trong các đoạn, bộ phim này là tác phẩm đỉnh cao của đạo diễn thiên tài phim kinh dị, nghe nói rất nhiều ông chú ông bác đều bị hù dọa khóc, có rất nhiều người tỏ vẻ bị sợ không dám đi nhà cầu một mình. Đáng tiếc, Tống thư hàng như cũ không có cảm giác đến bất kỳ chỗ đáng sợ lại lần nữa tua lại nhìn một lúc, hắn lại ngáp ngủ, chậm rãi từ tư thế ngồi biến thành tư thế nằm, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Nếu như vị đạo diễn thiên tài kia biết phim mình hiệu quả chỉ có điểm này mà nói, sẽ khóc chứ. Đang lúc mơ hồ, Tống Thư Hàng làm một mộng đẹp. Là một mộng đẹp vô cùng thoải mái, rất đẹp, có thần tiên, có siêu nhân, có đủ loại tiên cảnh. Trường sinh tiêu giao, di sơn đảo hải, trường kiếm nhân gian, đây là từ cổ trí kim bao nhiêu người mơ mộng chẳng qua là theo tuổi tác tăng trưởng, thực tế mơ mộng đã bể tan tành, mọi người chỉ có thể đem mơ nấp trong đáy lòng, không nghĩ nhiều nữa. Mơ cuối cùng là mơ. Ngày hôm sau, dạng sáng 1 giờ, thứ ba, ngày 21 tháng 5. Trong nhóm tán gẫu, chủ hội Hoàng Sơn Trân Quân rốt cuộc lock in. Hắn vừa lên đến, Bắc Hà Tán Nhân liền ló đầu hỏi, Trân Quân, ngày hôm qua ngươi thêm người tên, Thư Sơn áp lực đại, là ai? Tu hành ở đâu? Ngày hôm qua thêm người, các ngươi không trao đổi cùng nàng sao? Đó là con gái của một người bạn già của bản tôn sinh ở thời đại này, hình như tư chất không tệ, tuổi còn trẻ đã là tam phẩm hậu thiên đỉnh phong, lập tức phải bước vào tứ phẩm tiên thiên, vô cùng ghê gớm đây. Hoàng Sơn chân quân cười ha ha một tiếng, trả lời. Cái thời đại này mới ra đời, tuổi phỏng chừng không tới 40 chứ. Cái tuổi này cũng đã là tam phẩm hậu thiên đỉnh phong, đích xác là một thiên tài. Bắc Hà tán nhân âm thầm gật đầu, bất quá đối phương lấy đạo hiệu vẫn là rất quái lạ a, à, Thư Sơn áp lực đại, cảm giác thấy thế nào đều không giống là đạo hiệu. Bắc Hà tán nhân còn đang suy nghĩ linh tinh, Hoàng Sơn chân quân lại đột nhiên nói, "Ồ, đạo hiệu của con gái bản cũ của bản tôn không gọi là Thư Sơn áp lực đại a? À, lại nói, Thư Sơn áp lực đại này là cái đồ chơi gì?" Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Hoàng Sơn chân quân xui xẻo. "Không phải là cái đồ chơi gì?" là ngày hôm qua chân quân ngài thêm người nào không biết đi hắn hỏi dò chân quân ngài không phải là thêm lầm người chứ đợi bản tôn nhìn một chút một lát sau hoàng sơn chân quân ở trong hội phát một chuỗi vẻ mặt mồ hôi lạnh thật đúng là thêm lầm rồi dãy số chỉ kém ở giữa một số sai lệch bản tôn đem tám nhầm thành chín không nghĩ tới bản tôn lại sẽ phạm phải loại sai lầm lớn này bắc hà tán nhân cười ha ha nói ta liền nói qua rồi coi như dung nhập vào xã hội hiện đại như thế nào đi nữa, cũng sẽ không có người đem đạo hiệu chính mình định là Thư Sơn áp lực đại A. À. Hoàng Sơn chân quân tiếp tục phát một chuỗi vẻ mặt mồ hôi lạnh. Sau đó hắn vội vàng thao tác, lần nữa đem con gái bạn tốt của mình kéo vào trong hội. Tin tức nhắc nhở của hội, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử đã gia nhập hội Cửu Châu số 1. Danh tự này mới phù hợp phong cách hội Cửu Châu số 1, một, một cổ hơi thở tiên hiệp đậm đà đập vào mặt cái danh xưng thư sơn áp lực đại đó, tuyệt đối là đồ vật kỳ quái lẫn vào. Người mới vừa gia nhập, cuồng đao tam lãng liền lập tức ló đầu, này, đạo hữu mới là tiên tử à, phát cái tấm ảnh lên, báo cáo ba vòng đi. Xinh đẹp thì hẹn hò tí không? Cuồng đao tam lãng sớm lặn xuống nước rất lâu, hắn mặc dù là con cá vàng, nhưng cuối cùng trí nhớ so với ba giây dài hơn chút. Hôm qua đã bị người nhắc nhở qua, cho nên để tránh cho đụng phải đại tiền bối, hôm nay hắn cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống nước quan sát tình huống. Nghe Hoàng Sơn Trân Quân nói tiên tử mới gia nhập là con gái bạn tốt, hơn nữa tu vi là tam phẩm hậu thiên, cuồng đao tam lãng liền yên tâm. Không phải là nhân vật cấp, tiền bối, hắn có thể tận tình đùa giỡn một chút, nhàm giải nghiện. Trong hoi này người mới rất ít, hắn bị đè nén khá lâu rồi. Tam lãng vừa mở miệng, mặt Hoàng Sơn chân Quân nhất thời đều đen. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử gõ vào một chuỗi dấu chấm, sau đó sâu kín lại phát một câu, bởi vì thời gian không còn sớm, cho nên con gái Lão Phu đã đúng hạn ngồi tính tọa luyện công. Tài khoản của nàng tạm thời là treo ở máy Lão Phu, chờ Hoàng Sơn đạo hữu thêm hội. Khục, đã sớm nghe nói tam lãng đạo hữu trong hội cửu châu phong lưu phóng khoáng, biết ăn nói, chăm nghe không bằng gặp mặt. Tam lãng đạo hiếu, lão phu thưởng thức ngươi, ngày khác mời ngươi uống rượu cuồng đao tam lãng nhất thời cực kỳ lúng túng, chiều đùa cô em lại gặp cha cô ấy, dưới gầm trời này không chuyện có so với cái này càng xấu hổ. Hắn thật sự muốn tìm một cái lỗ chui vào. Cũng may tựa hồ vị tiền bối này tính cách hiền lành, nhẹ nhàng câu nói đầu tiên liền cho qua chuyện này. Tiếp đó, vị tiền bối này cùng mọi người trong hội đang online lên tiếng chào hỏi, xin mọi người chiếu cố con gái mình nhiều hơn. Sau đó, liền lặn xuống nước treo máy đi. Thấy tiền bối rời đi, Cuồng đao tam lãng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, cũng còn khá, nhìn vị tiền bối dáng dấp này không phải là người. Không biết đùa giỡn nói không chừng đến lúc đó có cơ hội, có thể cùng vũ nhu tử cô nương tự mình trò chuyện một chút. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Hoàng Sơn chân Quân, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Bắc Hà Tán Nhân. Dược sư hiếm thấy lại suốt đầu, hắn là đàn ông tích chữ như vàng, thuộc loại rất ít ló đầu nói chuyện, lần này lại hiếm thấy đánh bốn chữ tự cầu nhiều phúc. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, tam lãng nghi ngờ. Nhưng tích chữ như vàng dược sư hiển nhiên sẽ không giải thích nhiều hơn nữa. Nhìn đạo hiệu tiền tố của người mới, bác hà tán nhân giải thích, không tìm đường chết sẽ không phải chết, đạo lý này tại sao tam lãng huynh mãi mãi cũng sẽ không biết. Tiền tố, linh điệp đảo, cuồng đao tam lãng tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Đúng, linh điệp đảo, hơn nữa là vị tiền bối, người sẽ không nghĩ đến người nào sao. Bác hà tán nhân nhắc nhở một hồi lâu sau cuồng đao tam lãng bừng tỉnh đại ngộ ở trong đám quét qua một chuỗi vẻ mặt quỳ là cái linh điệp tôn giả so đo tính toán đó linh điệp tôn giả là một vị tiền bối mạnh mẽ hắn cái gì cũng tốt chính trực hiệp nghĩa chính là thích cùng người so đo đủ loại việc vật vãnh chuyện nhỏ ở trên đường tính toán xét nét đã đạt tới đỉnh cao người khác là tính toán chi ly hắn liền là so đo tính toán bắc hà tán nhân tức giận cũng giật khóe miệng ta cũng không nhắc nhở ngươi như vậy a à hoàng sơn chân quân thở dài hắn bây giờ nhìn không nổi nữa tam lãng ta người bạn cũ kia chẳng qua là treo máy nhưng còn không có lo cao nói cách khác lịch sử trò chuyện có thể sẽ bị thấy không là nhất định sẽ bị thấy hoàng sơn chân quân quả thực không thể nhìn tam lãng tiếp tục muốn chết nói thế nào cũng là hậu bối của chính mình trong hội mẹ nhà nó xong đời chim cuồng đao tam lãng phảng phất thấy được tương lai không lâu sau đó linh đờ điệp tiên tôn tới cửa viếng thăm sau đó đối với hắn đủ loại tình cảnh ngược đãi. Hốc mắt của hắn lại ươn ướt, lần này tựa hồ chọc tới một cái đại tiền bối phiền toái hơn rồi hả? Tam lãng nhất thời kêu thảm thiết, chân quân, xin cầu tha thứ giúp ta a. À? Hoàng Sơn chân quân cho cái vẻ mặt lạnh nhạt. Người trong hội không để ý tới tiếng chó sủa của tam lãng nữa, bình tĩnh nói sang chuyện khác. Bắc Hà Tán Nhân hỏi chủ hội, chân quân, cái, thư sơn áp lực đại, đó phải thế giải quyết nào? Tô Thị A thất nói, muốn đá ra ngoài sao? Dù sao chẳng qua là người bình thường, tham gia tán gẫu giữa chúng ta không tốt lắm. Khụ, nếu bị bản tôn thêm lầm, đó cũng coi là là một loại duyên phận đi. Để cho bản tôn đoán một quẻ, nhìn một chút xử lý như thế nào. Hoàng Sơn Trân Quân trả lời, chủ yếu là hắn đột nhiên đem đối phương ra nhập hội, bây giờ nói đá liền đá, há chẳng phải hắn thật là mất mặt. Cho nên ít nhất cũng coi như đoán một quẻ làm dáng một chút, làm cái mượn cỡ, lại đem người đá ra ngoài. Cứ như vậy biểu hiện nhân cách của mình rất cao thượng. Thứ hai, hắn trước đây không lâu đột nhiên cảm thấy đối với bói toán rất hứng thú, học cả tháng, rất buồn tay. Vô luận trước khi làm chuyện gì, đều thích đoán một quẻ. Sứt lời hắn lấy bên người một quyển đường thi tống từ, gieo quẻ, đưa tay trở lật, vận chuyển đoán quẻ bí thuật. Lực lượng trong chỗ u minh lực lượng đem một câu thơ từ rút ra, tạo thành quẻ bói lần này gieo quẻ thuận lợi cực kỳ từ Hoàng Sơn chân quân học tập quẻ thuật đến nay lần đầu tiên gieo quẻ có cảm giác như vậy a à. hắn mặt đầy mừng rỡ nhìn quẻ bói kết quả sau đó mặt Hoàng Sơn chân quân trầm như nước sắc mặt Hoàng Sơn chân quân biến thành xám lại nhìn quẻ bói ở trên trời nguyện làm chim liền cánh ở dưới đất nguyện làm cây liền cành thơ từ này trong ấn tượng là từ Đường Triều một cái tên là nhà thơ Bạch Cư Dị viết rất kinh điển sau đó thường xuyên bị người trích dẫn để hình dung tình yêu. nhất thời Hoàng Sơn Trân Quân cảm giác cả người mình cũng không tốt. chim liền cánh cái mẹ mày, cây liền cành cái mẹ mày a. À. thực hiện lời hứa là cây liền cành, bản tôn còn không bằng tự treo cổ lên cây a. À. chẳng lẽ hắn đường đường là Hoàng Sơn Trân Quân phải đi cùng giới tính là nam? Thư Sơn áp lực đại kia diễn dịch một đoạn ngươi chết ta sống, kinh thiên động địa tình yêu. Cái này để cho hắn nhớ tới Long Dương quân thời chiến quốc hoa hạ, nhất thời cảm giác như nuốt con rán, quá buồn nôn. Đây nhất định là tu vi quẻ thuật của bản tôn không đủ, dù sao mới học một tháng. Cho nên bản tôn hẳn tính lại một quẻ. Đúng, nhất định là như vậy. Hoàng Sơn chân quân lần nữa vận chuyển bí pháp quẻ thuật, lực lượng trong chỗ U Minh lần nữa trở lật đường thi tống từ. Lại có một câu thơ từ bị lật ra. Lần này vận chuyển bí pháp quẻ thuật siêu cấp chót lọt, Hoàng Sơn chân quân cảm giác tự mình rất tốt đẹp, tuyệt đối chúng rồi. Hắn nhìn về phía quẻ bói. Sau đó, chân quân sắc mặt đều trắng. Quẻ bói, tình xưa nếu mãi còn yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Sớm sớm chiều chiều con mẹ mày. Bản tôn thật không tin tà, Hoàng Sơn chân quân lần nữa gieo quẻ. Lần này cảm giác càng tốt, Hoàng Sơn chân quân cảm giác tu vi quẻ bói của mình vào giờ khắc này đạt tới đỉnh cao lần này chắc chắn chúng. Hắn cúi đầu nhìn quẻ bói, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Hít thở sâu, hít thở sâu, Hoàng Sơn chân quân ổn định khép lại đường thơ tống từ, yêu buồn nhìn về không trung góc 45 độ, cảm giác thật quá thương cảm a. À. Tiếp đó, chân quân bình tĩnh cầm quyển đường thi tống từ bản vip trong tay xé nát, một bên xé vừa dùng lực gật đầu, bản tôn quả nhiên không có thiên phú về phương diện quẻ thuật, trời sinh không phải là làm bói toán sư. Cho nên, bản tôn tính ra quẻ bói khẳng định đều là sai lầm. Hắn xé nát đường thi tống tử rồi ném qua một bên, trong lòng càng là âm thầm thể tuyệt không lại tiện tay coi quẻ. Mảnh vụn của quyển thơ ca bản viết bị ném qua một bên, chân quân ở trong hội nói, thư sơn áp lực đại kia. Trước giữ đi, vừa rồi bản tôn mới tính một quẻ, phát hiện hắn và bản tôn hát seo duyên, thêm hắn vào hội không phải là tình cờ, mà là tất nhiên sau khi thì như thế nào thì nhìn tạo hóa của chính hắn đi chân quân dùng đủ loại từ ngữ về phương diện quẻ thuật lấy lệ về phần quẻ bói kết quả tuyệt đối đánh chết hắn cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ mẹ nhà nó cho dù có duyên vậy khẳng định cũng là nghiệt duyên vậy liền giữ đi ngược lại sau đó phỏng chừng không lâu chính hắn cũng sẽ lui hội đi lại nói chân quân kết quả quẻ bói là cái gì bác hà tán nhân nghe nói qua chân quân đang học quẻ thuật cho nên thật tò mò vì tiền bối này tính ra cái gì. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Hoàng Sơn Trân Quân, gì đó, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta có việc gấp trước xuống. Nói xong, hắn nhanh chóng lo cao, lưu lại bác hà tán nhân một mặt mờ mịt. chương 3, một tờ đơn thuốc. Mặt trời lên cao, đang lúc giữa trưa. Bạn cùng phòng biết tống thư hàng cảm mạo không khỏe, vì để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe, đã lại vì hắn xin nghỉ bệnh thêm một ngày cảm giác bệnh tình thế nào đều càng ngày càng nghiêm trọng có phải hay không bởi vì gần đây thiếu rèn luyện tố chất thân thể trở nên kém tống thư hàng nói ở bên cạnh hắn có một phần cháo trứng muối đây là buổi trưa bạn cùng phòng thay hắn mang tới người tốt đây tống thư hàng không chút do dự cho các bạn cùng phòng phát tấm thẻ người tốt ngủ không biết bao lâu hắn sớm đói đến trước ngực dán sau lưng hút mấy cái xong cháo trứng muối lại mở ra máy vi tính theo thói quen mở ra phần mềm trò chuyện, sau liền thấy được số lượng tán gẫu điểm đỏ sau đó của hội cửu châu số 1. Tống Thư Hàng tò mò đưa tay mở ra hội cửu châu số 1, muốn nhìn một chút bên trong hội những người thâm niên Junibio tiền hiệp một đêm cũng trò chuyện cái gì. Lúc dạng sáng lịch sử trò chuyện hiện lên trước mắt hắn. bắc Hà Tán Nhân liên quan tới, người mới, đặt câu hỏi, cuồng đao tam lãng muốn chết, thú vị tiền bối linh điệp đảo. Còn có tự xưng tính một quẻ, Tính ra cùng mình có duyên Hoàng Sơn Chân Quân. Nhìn lịch sử trò chuyện, mấy người hình tượng ở thư hàng trong đầu rõ ràng hiện lên. Nguyên lai like là thêm lầm người a, à, ta liền nói đâu rồi, ta đều không nhận biết Hoàng Sơn Chân Quân này. Từ lịch sử trò chuyện đến xem, hình như hội này còn chưa phải là ai cũng có thể vào. Vào hội cũng còn phải có người đề cử. Còn nữa, người trong hội Thâm Niên Cuồng Tiên hiệp này tuổi tác tựa hồ cũng không nhỏ, thậm chí ngay cả con gái đều có hơn nữa nghe giọng tựa hồ con gái đều không nhỏ rồi hả? Vậy coi như lớn hơn tí nói không chừng người cũng bốn năm mươi tuổi, lớn như vậy còn Chunibio, nữ nhi của bọn bọ thật đúng là khổ cực. Quét đến lịch sử trò chuyện trong hội, Tống Thư Hàng duy trì trạng thái lặn xuống nước, tuyệt đối không lên tiếng. Nhìn đám hội viên làm chuyện ngu ngốc là sự tình rất có ý tứ, nhưng nếu như mình cũng giảm đi vào mà nói thì coi như cái gì. Chính mình lại không làm chuyện ngu ngốc cho nên tính toán của hắn chính là lặn xuống nước nhìn lịch sử trò chuyện, thuần tùy Lam chuyện cười mỗi ngày. Chờ đến một ngày nào đó, hắn cảm giác hội này không có ý nghĩa, sẽ thối lui ra hội cửu châu số một. Chính hắn vẫn là cho là như vậy. Thấm thoát, thời gian trôi qua 10 ngày. Thứ bảy, ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Bạn cùng phòng thư hàng đều là nửa nội chú nửa ngoại chú, cũng chính là thứ hai tới thứ sáu là nội chú, cuối tuần sẽ về nhà cho nên đến một cái cuối tuần, ký túc cũng chỉ còn dư lại lẻ loi một mình hắn. Tống thư hàng cảm mạo đã sớm khỏe lại, chính là còn có chút nghẹt mũi cùng ho khan. Này ho khan là ho khan cảm lạnh, khỏi hẳn khá là phiền toái. Nghỉ dưỡng không tốt mà nói sẽ ho khan liền cả tháng. Thứ bảy nghỉ ngơi, thư hàng ngủ một giấc đến 8 giờ mới rời giường, lại đi phòng ăn ăn một chút đồ thanh đạm. Không có chuyện gì liền trở lại ký túc. Sau khi mở máy vi tính ra, Hắn theo thói quen đến hội cửu châu số 1.000 lịch sử trò chuyện, cái này đã thành hắn mỗi ngày giết thời gian phương pháp tốt. Thấm thoát, gia nhập cái hội này đã hơn 10 ngày. Lúc lặn xuống nước hơn 10 ngày, thấy người trong hội đại bộ phận đều tải trò chuyện đến cái bí cảnh nào sông sáo, thu hoạch bao nhiêu. Hay hoặc là nơi nào xuất hiện ác quỷ yêu ma, hoặc là hàng phục, hoặc là chém chết. Nói chuyện cư như thật, Tống Thư Hàng nghĩ, nếu là chính mình đem các loại nội dung sao chép xuống, lại sửa chữa một chút cũng có thể phát đến trên mạng làm tiểu thuyết tiên hiệp kiếm tiền nhuận bút. Trong thời gian 10 ngày, Tống Thư Hàng cũng biết được nhiều nhân vật trong hội. Tỷ như rất ít lộ diện chủ hội Hoàng Sơn Trân Quân. Còn có từ hồi hắn vào hội sau sẽ không xuất hiện qua hai vị nhân viên quản lý Đại La Giáo Vũ Nguyệt Trân Quân, thất tu tôn giả. Thường xuyên online, tình báo thông, bắc hà tán nhân, làm một tay chết tử tế cuồng đao tam lãng, há mồm ngậm miệng chính là đánh nhau tô thị A thất, tích chữ như vàng dược sư. Còn có một thẳng lặn xuống nước, coi như ló đầu cũng chỉ phát biểu tượng cùng dấu chấm câu dạo chơi tam thông huyền. Nghe nói vị cao tăng này ở tu bế khẩu thiền, không chỉ có không thể nói chuyện, liền gõ chữ cũng không được, nhiều nhất liền phát một biểu tượng. Cuối cùng, chính là ở trong hội này thoáng có chút bệnh Chunibio, lên tiếng cũng rất bình thường linh điệp đảo Vũ Nhu Tử. Tài khoản của nàng cùng tống thư hàng chỉ khác một con số. Nhờ phúc của nàng, Thư Hàng mới có cơ hội tiến vào cái này hội cửu châu số 1 đây. Những tin tình báo này đều là nhiệt tình, Bắc Hà Tán Nhân, Hướng, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, giới thiệu cái thành viên khác trong hội lấy được. Hôm nay mở ra hội cửu châu số 1, đầu tiên nhìn liền thấy dược sư lên tiếng. Hiếm thấy, tích chữ như vàng dược sư mở miệng vàng, sửa đổi cái cơ sở sở đơn thuốc. Đây chính là một câu nói có 8 chữ thêm dấu chấm câu, Tống Thư Hàng vào hội đến bây giờ đều không nhìn dược sư phát qua tin tức dài như vậy. Cho nên, hắn rất tò mò nhìn xuống. Dược sư phát tin tức là lúc dạng sáng. Phiên bản đơn giản hóa đơn thuốc thối thể dịch, nhân sâm 3 lạng, cầu kỳ tử 4 lạng 3 phân, triều lộ huyền thảo 1 lạng, dương khởi thạch 3 lạng, nữ nhi hương 1 lạng 3 phân. Tiên phách vương chi 1 lạng, cửu dương xích viêm trúc thái mỏng 4 lạng. Liên tiếp 45 loại thuốc, trong đó có nhìn quen mắt tương đối nhân sâm, cầu kỳ loại, cũng có tương đối lạ dương khởi thạch, còn có một chút căn bản không nghe qua cái gì chiều lộ huyền thảo, tiên phách vương chi, cửu dương xích viêm trúc. Theo như cách điều chế lần lượt theo tỷ lệ cho vào lò thuốc, đốt âm ỉ khoảng 5 phút, thêm vào thuốc mới, tiếp tục đốt âm ỉ khoảng 5 phút. Chú ý mức độ ngọn lửa, lòng vòng như vậy, thẳng đến nước thuốc thành hồ, thành phẩm thối thể dịch có màu sắc là đen, trong suốt, vị nồng. Thông tục dễ hiểu hơn 40 tên thuốc thư hàng nhận ra không nhiều, hắn tò mò tra xét ở trên mạng xem. Đơn thuốc bên trong, có 30 loại là dược liệu trung y thông thường, đều là các loại bổ khí huyết. Còn có 15 loại như triều lộ huyền thảo, bá vương chi A, xích viêm trúc A là căn bản không nghe qua, không phải là vị này, dược sư cùng người trong hội tưởng tượng ra đồ vật đấy chứ. Những người này bệnh quá sâu, ngay cả đơn thuốc cũng làm ra tới, sẽ không thực sự có người theo như đơn thuốc đi làm, sau đó ăn hồ thuốc kia chứ." Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn có chút bận tâm, bởi vì cơm có thể ăn lung tung, thuốc lại không thể loạn uống a. À. Uống thuốc lung tung hội người chết chứ, có muốn hay không khuyên một chút những thứ này tên chunibio này. Nói thế nào mình cũng nhìn ở bên cạnh hơn 10 ngày đây. Nếu là trong hội có người uống thuốc lung tung mà chết, hắn có chút không đành lòng. Hắn tiếp tục lướt xuống lịch sử trò chuyện quả nhiên, đã có người theo như đơn thuốc chế thuốc ra rồi. Lại là trong hội lộ vẻ bình thường nhất cô nương Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử này, thời gian ở khoảng dạng sáng 2 giờ. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, cùng bản cũ thối thể dịch so với thiếu rất nhiều dược liệu hiếm, quá trình chế thuốc cũng đơn giản hóa quá nhiều. Dược sư tiền bối, mức độ ngọn lửa phải nắm giữ tới trình độ nào. Ta mới vừa thử một chút kết quả liền thất bại, mà nói còn có dược hiệu so với cùng bản cũ tranh lệch bao nhiêu. Tỷ lệ 2, 1, dược sư nói. Dược hiệu chỉ có trước kia một nửa, dù sao giảm thiểu rất nhiều dược liệu quý giá. Nhưng là lấy dược liệu phổ thông đại chúng hóa như vậy là có thể hợp với thối thể dịch, nói thế nào cũng kiếm lời. Ngọn lửa mức độ cùng cụ thể thời gian đốt âm ỉ tự mình tìm tòi, không giải thích được. Dược sư lần nữa khó được phát câu nói dài, cũng chỉ có ở liên quan về vấn đề luyện thuốc, hắn có thể cắn răng đánh nhiều mấy chữ, còn nữa, nếu như, khống hỏa quyết, của ngươi không được, đề cử sử dụng pháp bảo khống chế lửa. Cảm ơn tiền bối, ta lại đi thử một chút. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử phát cái biểu cảm vui vẻ, liền lặn xuống nước rồi. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử cuối cùng lên tiếng là 2 giờ 13 phút dạng sáng, nếu như nàng sau đó phải đi luyện đan mà nói, tính toán thời gian nàng hẳn đã luyện chừng mấy lò đan dược. Gặp người chết chứ, vốn chính là một đám bệnh Chunibio rất đáng yêu mà, uống sai thuốc mà nói, há chẳng phải là sẽ thành siêu cấp đáng yêu đi vốn là nói không chừng còn có thể lại cấp cứu một chút bây giờ uống thuốc sau liền căn bản cứu không được hay ư suốt cuộc lương tâm hắn gây khó dễ không nhịn được ở đang nói chuyện trời đất truyền vào bên trong khung thuốc không thể ăn lung tung a à. đang lúc hắn chuẩn bị gõ chữ gửi lên truyền vào tự mình ở trong hội câu nói đầu tiên lúc khung chát sung một cái trong hội tán gẫu bắn ra cái hình biểu cảm cười to nhưng là đến từ nhân viên quản lý thất tu tôn giả từ tống thư hàng vào hội tới nay sẽ không ló đầu qua, cách điều chế rất không tồi, ta vừa mới đồng thời thử bảy lò, rất dễ dàng toàn bộ liền thành công, tỷ lệ thành công là cực cao. Ta ăn một ít, dược hiệu không sai biệt lắm có hiệu quả bằng 1 phần hai bản cũ thối thể dịch hoặc còn nhiều hơn một chút. Nhưng giá vốn cách điều chế so với bản cũ thấp hơn chục lần. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thối thể dịch, nhưng bây giờ thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, quý giá dược liệu càng thêm thưa thớt mà nói, thật là đồ tốt dược sư, tiếp tục cố gắng. Nếu là có thể cải thiện đơn thuốc tam phẩm trở lên, vậy thì thật là công đức vô lượng. Bổ sung, quan trọng nhất là, phương pháp luyện chế độ khó giảm thấp rất nhiều, thậm chí có thể giao cho luyện dược học đồ luyện chế. Thất tu tôn giả chính là đại tiền bối nổi danh trong hội, thực lực so với Hoàng Sơn chân quân mạnh hơn một đường. Hơn nữa hắn ở phương diện luyện đan cũng có thành tựu to lớn, ở trong hội này có thể nói là phương diện luyện đan quyền uy, hắn tán dương tự nhiên để cho cái hậu bối dược sư này được cổ vũ thêm mấy lần. Tạ tiền bối, ta cố gắng. Dược sư kích động lại đánh ra một câu nói sáu chữ trở lên, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Tống thư hàng khóe miệng đều bắt đầu co quắp, lại đã có người luyện chế dùng, thối thể dịch kia rồi hả? chương 4, lôi kiếp hậu thiên tam phẩm ở thành phố Hát. Suy nghĩ một chút. Tống Thư Hàng nhịn lại đem bên trong khung tán gẫu xóa bỏ chính mình trước đó. Hắn hiểu được, Lấy tính cách thành viên trong hội, coi như hắn ra mặt khuyên can, phỏng chừng cũng không có vài người có thể nghe đi. Hơn nữa đã có người uống vào, hơn nữa còn có vẻ vui sướng, trong thời gian ngắn thuốc kia hẳn độc không chết người. Lời tuy nói như thế, Tống thư hàng cảm giác mình cũng không thể để mặc kệ bọn họ. Là thuốc có 3 phần độc, nói không chừng thối thể dịch này là độc mãn tính, trong thời gian ngắn không chết người, thời gian dài chết người thì ai phụ trách? Cho nên nhất định phải xác nhận một chút phương thuốc này hắn còn đang bận tâm vì đám bệnh Chunibio tiên hiệp trong hội. Tống thư hàng người này, nói tóm lại cũng là rất thích hợp phát một tấm thẻ người tốt. Hắn cầm lấy cuốn sổ bên người, đem bên trên toa thuốc, thối thể dịch của dược sư có thể ở trên mạng tìm kiếm 30 tên gọi phổ thông dược liệu chép lại. Tống Thư Hàng có một chị họ tên Triệu Nhã Nhã, là học y dược học. Ở đại học của nàng có hệ thuốc Bắc, cho nên Tống Thư Hàng muốn nhờ nàng tìm người hỏi một chút, đem toàn bộ 30 loại thuốc bổ khí dưỡng huyết này ném vào trong nồi rồi nấu âm ỉ một trận, làm ra gì đó có thể hay không ăn chết người. Những thứ bổ huyết, bổ khí, bổ hư dược liệu này, trên lý thuyết mà nói người ăn không chết. Nhưng nhiều loại đồ vật như vậy nhét vào trong nồi nấu hầm, ai biết cuối cùng sẽ biến thành thứ quỷ gì. Về phần phía sau những thứ kia nhìn một cái liền mang theo đặc thù bệnh Chunibio vui vẻ tên tiên phách vương chi A, Cửu Dương xích trúc thái mỏng a, Tống thư hàng chọn lọc tự nhiên một chút cũng không có coi. Trời mới biết những thứ này là đồ chơi gì, hắn cũng không phải là bệnh chunibio chưa khỏi. Nếu là hắn cầm những thứ này đi hỏi chị họ, chị họ khẳng định cho là hắn bị đổ nước vào não. Sau đó ngày mai mẹ Tống nhất định sẽ ngồi máy bay chạy tới thành phố Giang Nam, dẫn hắn đi thầy thuốc khoa não cùng khoa thần kinh xem một chút. Lúc về nhà nghỉ hai tuần lễ, liền lặng lẽ hỏi chị họ một chút đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hy vọng trong lúc đó trong hội người thâm niên mê tiên hiệp không muốn ngủ. Lúc Tống Thư Hàng ở chép đơn thuốc, trong hội Cửu Châu số 1 cũng tạm thời yên tĩnh lại. Trong ngày thường một mực trong hội thành viên online không nhiều, nhìn dáng vẻ coi như là người bệnh chunibio cũng có cuộc sống bình thường của mình. Cũng đúng, người sống trên đời nói thế nào cũng hẳn cũng phải cơm ăn việc làm, nuôi con nhỏ. Có lẽ bên trong hội này còn có học sinh giống như hắn đây chép xong 30 loại dược liệu trên đơn thuốc, Tống thư hàng duỗi người. Hắn nhìn xem dưới góc phải máy vi tính phần mềm dự báo thời tiết trước. Ngày mùng 1 tháng 6, trời quang. Ngày mùng 2 tháng 6, trời quang. Thời tiết tốt, đi ra ngoài một lúc hoạt động một chút. Thư hàng cảm giác mình thể chất trở nên kém, cho nên quyết định vận động nhiều hơn. Chẳng qua là trong lòng của hắn nghĩ như thế ngón tay nhưng lại không tự chủ được mở vào biểu tượng trò chơi trong máy vi tính trước chơi một hai ván rồi tính tuy nói là một hai ván nhưng vào trò chơi ngay từ đầu một ván rồi một ván căn bản không dừng được thấm thoát đã giữa trưa thời gian cuối tuần luôn là trôi qua đặc biệt nhanh a à. tống thư hàng cười khan một tiếng đóng lại trò chơi lại theo thói quen tiện tay mở ra cái hội cửu châu số một đó mở máy liếc mắt nhìn tắt máy lại liếc mắt nhìn Tâm tình tốt đẹp cả ngày. Cửa sổ hội mở một cái, hắn phát hiện thường xuyên online Bắc Hà tán nhân quả nhiên đã online. Bên trong có rất nhiều cái lịch sử trò chuyện. Bắc Hà tán nhân, dược sư huynh, tài luyện đan của ngươi thật là không có chê nổi. Phần thối thể dịch sửa đổi ta thử luyện 10 lò, liền có thể thành công 8 lò, so với trong tưởng tượng dược liệu còn phải tốt hơn. Đáng tiếc thối thể dịch này đối với người mới vào tu hành hữu hiệu. Đối với ta cái tán nhân này chỗ dùng không lớn nhưng là đối với đại la giáo vũ nguyệt chân quân giống như cùng mấy vị mấy vị tiền bối khác đồ tử đồ tôn rất nhiều chỗ dùng liền lớn chờ vũ điệp tiền bối bọn họ nhận được toa thuốc này xong liền thiếu mình ngươi dược sư huynh một ân tình lớn vân du tăng thông huyền cũng ra mặt phát cái ngón tay cái bắc hà tán nhân lập tức cười nói ngược lại quên mất thông huyền đại sư ngươi ở bên dưới cũng nuôi một đám tiểu hòa thượng dược sư huynh nhìn dáng dấp người thiếu ngươi nhân tình lại thêm một cái Vân Du Tăng thông huyền lần nữa phát cái biểu tượng vẻ mặt vui vẻ, liền lặn xuống nước. Bắc Hà Tán nhân trở về cái biểu tượng vẻ mặt vui vẻ, hắn cảm giác tu luyện, ngậm miệng thiền, cái gì là sự tình rất đau bi, nếu không phải là có hội tán gấu có thể để cho thông huyền đại sư phát chút tức giận cùng vẻ mặt, thậm chí hắn không cách nào cùng người trao đổi chứ. Phật môn chính là chỗ này sao mà đau bi, cho nên lúc ban đầu, hắn không có bị kia đại hòa thượng lắc lư đi qua làm xa gì thật là quá chính xác khoảng chừng hơn 10 phút sau, cuồng đao tam lãng online, vũ nhu tử tiên tử tương đương tương đương vũ nhu tử tiên tử, ở đây thì làm ơn đáp lại bổn tọa một chút. Đồng thời còn điên cuồng đánh lên một hàng biểu cảm nước mắt và quỳ dưới đất. Này, tam lãng đạo hữu mấy ngày nay đều không online, chạy đi bế quan à. Bắc Hà Tán Nhân cười đếu, hắn đây là biết rõ còn hỏi tới. Nói cái nổi gì thế? Tam lãng phát cái giọng nói, thanh âm đều nghẹn ngào, ba ngày trước a, à? đại tiền bối, linh điệp tôn giả đến thăm bổn tọa, lại đang ở nhà bổn tọa ở ba ngày. Sau đó, các ngươi hiểu a a a a. Ha ha, Bắc Hà tán nhân biểu thị mình tuyệt đối sẽ không đồng tình tam lãng, người tự tìm chết không đáng giá đồng tình. Linh điệp đảo Vũ Nhu tử, tiên tử Vũ Nhu tử xinh đẹp, mời đi ra gặp lãng mỗ một lần đi. Có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tam lãng kêu lên thảm thiết, lãng là họ của tam lãng. Tên tục gia của hắn vốn là kêu lãng tam, ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép linh điệp đảo vũ nhu tử online bắn cái dấu hỏi tiên tử người cuối cùng đi ra bồn tỏa có một lời thật lòng làm ơn mang cái có biểu hiện yêu con gái nghiêm trọng cha ngươi về nhà đi lãng mố quỷ a tam lãng phát cái biểu cảm quỳ dưới đất ha ha linh điệp đảo vũ nhu tử phát cái biểu cảm mỉm cười một lát sau mới sâu kín bắn ra một câu nói lão phu biểu hiện yêu con gái nghiêm trọng ồ chờ chút thật giống như dáng vẻ có gì không đúng. Lão Phu, con mẹ nó chứ, vừa là Linh Điệp Tôn giả lại login in vào tài khoản con gái của hắn. Kết, có vật gì vỡ nát, là tâm linh tam lãng yếu ớt kia. Lão này quả nhiên có biểu hiện yêu con gái nghiêm trọng đi, thường xuyên login in vào tài khoản con gái mình, cõi đời này có còn liêm sỉ hay không? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, bác hà tán nhân cảm giác khóe miệng mình co giật đã không dừng lại được. Cuối cùng, hắn lòng tốt nhắc nhở, đúng rồi, tam lãng huynh. Vũ nhu tử cô nương phỏng chừng đang ở luyện thối thể dịch bản mới chứ. Cho nên vũ nhu tử cô nương trong thời gian ngắn thì sẽ không online. Sau đó, sẽ không có sau đó. Cuồng đao tam lãng mất nét, là mất nét, không phải là lo cao. Xích, tống thư hàng bật cười vui sướng. Tâm tình vui thích, bất quá nhìn lịch sử trò chuyện hơn 10 ngày rồi, hắn cảm giác người trong hội có chút không quá giống phổ thông người bệnh Chunibio, bên trong câu nói của bọn họ tiết lộ ra ngoài nội dung quá mức chân thực, thật là không giống như là tưởng tượng ra đi. Cái ý niệm này cũng chỉ ở trong đầu thư hàng chợt lóe lên. Chẳng lẽ là ta xem lịch sử trò chuyện của bọn họ quá nhiều rồi, mình cũng bị bọn họ đồng hóa. Nghĩ tới đây người tống thư hàng đổ mồ hôi lạnh. Hắn đã sớm qua tuổi bị Chunibio, nhưng người nào không có một nghĩ lúc đó, đây năm đó việc trải qua mơ hiệp khách mơ võ hiệp mơ siêu nhân mang tới lịch sử đen tối là hắn cả đời đều không muốn đi đối mặt chỉ cần vừa nghĩ tới cũng cảm giác xấu hổ quá thật sự muốn chết muốn quên đi muốn quên đi a à. cho nên tuyệt không phải bị đám trong hội đồng hóa a à. đi ăn cơm đi hắn tự tay liền chuẩn bị đóng lại hội cửu châu số 1. ngay tại lúc hắn phải đóng hội bác hà tán nhân trong hội lại nói câu a à thất nhà ngươi có một tên hậu bối kết thúc đậu kiếp rồi hà thế nào đều không một tiếng động. tô thị a thất trả lời, đang chuẩn bị độ đây rồi, chưa tới mấy giờ liền muốn bắt đầu. bắc hà tán nhân lại hỏi, ở đâu độ kiếp đây? có cần giúp một tay hay không? ở một nơi ngoại ô thành phố hát độ kiếp, yên tâm đi, a thập lục nhà ta thiên phú hơn người, chính là lôi kiếp hậu thiên tam phẩm lên cấp chẳng qua là chuyện nhỏ, dễ dàng là có thể vượt qua. các ngươi sẽ chờ a thập lục nhà ta lên tứ phẩm tiên thiên, sau đó tìm cơ hội khiêu chiến đám bọn ngươi đi. Oa ha ha. Tô Thị A thất cười ha ha nói, rất là dễ dàng. Người nói như vậy ta an tâm, tên tiểu tử A thập lục này thiên phú thật không tệ. tiếp lôi hậu thiên tam phẩm hẳn không làm khó được tên tiểu tử này. Bắc Hà Tán Nhân kêu. Sau đó, trong hội lại khôi phục bình tĩnh. Tống Thư Hàng gãi gãi cầm, thành phố hát. Đây không phải là địa phương sát bên khu Giang Nam mà. Nhắc tới, Chỗ trường đại học hắn ở chính là thành phố Giang Nam bên cạnh thành phố Hát, thành phố Di khu vực. Thành phố Hát là một cái thành phố nhỏ ở Hoa Hạ, nhưng mà địa phương tuy nhỏ, kinh tế lại phát đạt cực kỳ. Là thiên đường mua sắm nổi tiếng Hoa Hạ, được xưng trên trời dưới đất không có không mua được đồ vật. Dĩ nhiên, ngoại trừ hàng cấm. Độ kiếp ở thành phố Hát mà nói, khu Giang Nam có thể thấy đến không? Ta ngu si à, tống thư hàng bật cười, người ta nói trong hội mà nói hắn lại còn tưởng thật hay sao? Còn độ lôi kiếp đây, thời tiết này vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Không khả năng sẽ có rông tố chứ. Lại nói bây giờ cũng không phải là mấy năm trước, bây giờ dự báo thời tiết vẫn là rất chính xác, ít nhất tương lai trong 3 ngày thời tiết, nói thời tiết cũng sẽ không có sấm sét cùng mưa như thác đổ. Tranh thủ thời tiết tốt, ăn cơm sau phải đi tiệm sách đi. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Chương 5, phải tin vào khoa học sau khi ăn chưa xong, Tống Thư Hàng liền đi đến tiệm sách gần đó để đọc ké sách. Hắn thích đọc ké sách, cũng không phải vì muốn bớt vài đồng tiền thuê sách, chẳng qua đây là sở thích cá nhân của hắn. Tống Thư Hàng cảm giác ngồi xổm đọc ở góc giá sách trong tiệm thế này thì cực kỳ thích. Đương nhiên, vì để tránh cho việc chủ tiệm ghét hắn, đọc kết nửa ngày thì hắn sẽ thuê một hai quyển gì đấy về nhà. Sống trên đời này ấy mà, cần có một trái tim, không thể sống quá đáng như vậy. Vậy mới có thể tránh cho chủ tiệm ngứa mắt mà đá đít hắn ra ngoài. Dù sao thì tiệm sách lớn này có đủ mọi loại sách, không riêng gì tiểu thuyết, những cửa tiệm cho thuê đủ loại sách vở thế này đã không còn nhiều nữa. Nếu như bị cho vào sổ đen thì sợ là tìm khắp gần khu đại học Giang Nam này cũng không có tiệm nào hơn được tiệm này. Từ trước đến nay đều nói tên của một người rất quan trọng, người cũng như tên, Tống thư hàng rất thích đọc sách, hơn nữa cũng không kén chọn. Mặc kệ là tiểu thuyết sáng tác văn học, văn tập cổ điển, thậm chí ngay cả các loại tri thức lý luận chán phèo người ta nhìn thấy đã đau đầu chóng mặt thì hắn cũng đều thích tất. Gần đây hắn chủ yếu chỉ đọc kem một ít sách nói về kỹ xảo lái xe, hắn định nhân lúc chương trình học nhàn bớt chút sẽ đi thi lấy bằng lái. Đăng ký thi lấy bằng lái ở trong trường rẻ hơn đến 7-8 ngàn đồng so với ra ngoài thi. Thời gian đọc ké sách lúc nào cũng trôi qua cực nhanh. Nháy mắt đã gần 3 giờ chiều mất rồi. Nhanh thật phải chuẩn bị đi về thôi còn phải đến siêu thị ở gần đây mua chút đồ tối ăn tối thứ sáu có thể quẩy thâu đêm rồi tống thư hàng cười hắc hắc nói xong thì hắn rút đại một quyển sách đi về phía quầy làm thủ tục thuê sách quầy tính tiền của tiệm sách nằm ở lối ra vào hôm nay mái hiên che nắng bên ngoài đã bị hỏng cho nên bà chủ của tiệm sách qua một góc dâm ngồi tránh ánh nắng trói trang chiếu thẳng vào nắng trói quá đi mất đã có cảm giác như vào giữa mùa hè rồi vậy Tống thư hàng dơ một tay che mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong veo không một gợn mây kia. Một bên tay phải đưa quyển sách định thuê cho bà chủ. Bà chủ tiệm là một mỹ nhân Giang Nam điển hình, yểu điệu như làm từ nước vậy. Cô cũng thích đọc sách, thích nhất là cầm sách đọc cả ngày. Từ cách ăn diện cũng có thể thấy được chất lượng cuộc sống của cô không thấp, mở tiệm sách này chẳng qua là vì sở thích cá nhân của cô mà thôi. Bà chủ tiệm ngày thường yên lặng ngồi ở đó đọc sách đẹp như một bức tranh. Quả thực khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Rất nhiều thanh niên cũng vì muốn được ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ấy mà thay đổi sở thích riêng của mình, từ thanh niên ngu si biến thành thanh niên văn học, thường xuyên ra đây la liếm. Nhưng mà nghe nói vẻ đẹp như tranh này chỉ là một hình thức hòa bình của bà chủ. Có hình thức hòa bình thì nhất định sẽ có hình thức PK hay là hình thức cuồng bạo. Bất quá Tống thư hàng đến đây hơn nửa năm rồi nhưng chưa thấy qua bao giờ. Xong rồi nhớ phải trả lại trong vòng 2 ngày, trễ một ngày thì tăng một đồng tiền thuê. Bà chủ làm thủ tục thuê sách xong thì phất tay liên tục ý bảo Tống Thư Hàng mau cút đi. Mặc dù chỉ mới mò đến hơn nửa học kỳ, nhưng cái tên nhóc thích đọc ké sách, hơn nữa mỗi lần đến đọc ké là cả buổi trời này vẫn để lại ấn tượng khá sâu sắc đối với bà chủ. Nếu như không phải vì tên nhóc này biết điều, mỗi lần đều thuê một vài quyển sách ủng hộ cô thì cô đã sớm cầm trổi đuổi người rồi. Hắc hắc, Tống thư hàng cười tươi nhận lại sách, sau đó vừa mới bước một chân ra cửa. Đùng. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Tất cả mọi người có mặt trong tiệm sách bị giật mình, Tống thư hàng vừa mới bước chân ra xém chút nữa hụt chân ngã lăn quay. Mẹ nó. Ôi, má ơi. Sấm giữa trời trong ngà. Bị dọa chết khiếp rồi. Trong tiệm thuê sách, đủ loại tiếng kinh hô vang lên. Tống thư hàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lập tức phát hiện bầu trời mới khi nãy hãy còn trong veo không một đụn mây bây giờ lại xuất hiện thay đổi. Ở phía chân trời có một đám mây đen lặng yên ngưng tụ lại, nháy mắt đã răng kín phía chân trời, trông như sắp có rông bão sắp đến. Xem ra sắp mưa rồi nhỉ, chật chật, vừa mới bảo dự báo thời tiết hồi xưa không đáng tin, báo cái gì thì phải làm ngược lại, bảo trời nắng thì ra đường nhất định phải mang cả ô. Mình còn cho rằng bao nhiêu năm rồi, dự báo thời tiết cũng đã tiên tiến hơn, nào ngờ vẫn không đáng tin như thế. Tống Thư Hàng lẩm bẩm, "Kiểu này còn thua xa ngày xưa nữa, ngày xưa xem dự báo thời tiết chỉ cần xem ngược lại là được, bây giờ xem dự báo thời tiết thì phải đánh cược xem nó có chuẩn hay không à." Đang lúc Miên Man suy nghĩ, hắn ôm lấy quyển sách vừa mới thuê, chuẩn bị thừa dịp trời chưa mưa chạy ào về ký túc xá. Nhưng Tống Thư Hàng còn chưa kịp bước ra bước thứ hai. Ầm, uhm, lại thêm một tiếng sầm gầm cực mạnh vang lên khiến lỗ tai của mọi người ù đi. Cái chân vừa mới dơ lên của Tống Thư Hàng lại rụt trở về. Mây đen ở phía chân trời vặn vẹo khác thường, có đường tia sấm chớp như con rắn chui ra từ trong mây đen, nổ vang ầm ầm, tạo thành một lưới điện. Tống Thư Hàng đã từng nhìn thấy xét đánh, nhưng cả đời này hắn chưa bao giờ nhìn thấy sấm sét dày đặc đến mức này, giống hệt như tận thế sắp đến vậy, lôi điện trên trời cao cũng không phải đánh xuống từng tia một, mà là đồng loạt đánh xuống cùng một lúc tiếng sấm vang lên liên tục cũng không giống bình thường ở vùng giang nam này trước kia đều là tiếng sấm vang lên thật lớn sau đó là một chuỗi tiếng vọng ầm ầm còn bây giờ tiếng sấm giống như một dây pháo bỏ thêm thuốc nổ vào vậy ầm ầm đùng đùng ầm ầm vừa lớn vừa ồn ngay cả tiếng vọng cũng bị che khuất giả như đây là có kẻ nào làm ác bị trời đánh thì phải là tội nhiệt nặng nề cỡ nào mới có thể dẫn đến cục diện vạn lôi cuồng oanh thế này hơn nữa Điều khiến Tống Thư Hàng để ý hơn hết chính là vùng mây sấm đen kịt ấy không lan ra ngoài, mà một mực tụ lại ở phía chân trời ấy, sấm cứ đánh liên hồi, nhưng không có tiết tấu lan ra ngoài. Tiếng sấm ầm ầm kéo dài hơn 10 giây mãi không dứt, khiến cho người ta có một loại cảm giác như rông bão sắp kéo đến mãnh liệt. Xui thật đấy, Tống Thư Hàng thở dài, lòng thầm nghĩ, hay là lại đọc ké sách thêm một lúc nữa nhỉ? Nếu vậy thì dù có mưa lớn thì chắc cũng là kiểu đến nhanh đi cũng nhanh. Nhưng nếu như mưa lớn kéo dài một chút thì nói không chừng hắn còn có thể đọc thêm được một quyển sách ấy nhỉ. Nghĩ tới đây, hắn lại xoay người đi vào tiệm sách lại, chuẩn bị tiếp tục ngồi đọc ké sách tiếp. Ông trời giống như đang giỡn với tống thư hàng vậy. Lúc hắn vừa mới xoay người bước vào tiệm sách lại thì tiếng sấm nổ bên tai đột nhiên im bặt. Mây đen răng kín chân trời cùng với mưa sấm chấp rợn người kia đồng thời biến mất giống như có một bàn tay lớn dùng bầu trời làm bảng vẽ, cảm giác vẽ không vừa ý nên tiện tay xóa đi mây đen và sấm chấp kia vậy. Bầu trời lại khôi phục trạng thái vặn dặm không mây, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Giống như tiếng sấm ban nãy cùng với xét điện răng kín trời chỉ là nghe nhầm và ảo giác gì đó mà thôi. Trong tiệm sách có người lẩm bẩm Thời tiết kiểu gì thế này? Không phải là có kẻ nào tạo nghiệt nên bị trời đánh đấy chứ? Mê tín, sấm chấp chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên. Lúc này, bên cạnh giá sách có một tên nhóc con ngẩng đầu lên, tay trái của nó cầm một quyển truyện tranh thiếu nhi, tay phải dơ cao lên trời, lớn giọng dùng ngữ khi phóng khoáng kêu to. Ta, à, ta muốn trời này không thể che được mắt ta, ta muốn đất này không vùi được lòng ta. Ta muốn mây đen đầy trời này tan biến mất dạng. Khóe miệng của Tống Thư Hàng co giật, hắn dám khẳng định sau này thằng nhóc ấy mà lớn lên, mỗi khi nhớ đến hình ảnh ngày hôm nay nhất định sẽ xấu hổ muốn cắn lưỡi chết cho rồi hơn nữa mấy vụ xấu hổ thế này sẽ theo nó cả đời sau đó khó khăn lắm nó mới cảm thấy mình đã quên được đoạn ký ức này thì nói không chừng một ngày nào đó sẽ ngoi lên từ một góc nào đó trong đầu của nó khiến cho nó hận không thể kêu to đi chết đi a à, a à. khiến cho bản thân nó hận không thể xuyên không quay về quá khứ tẩn cho chính bản thân ngu si đã làm chuyện điên rồ của năm đó một trận bởi vì hắn cũng là người từng trải, cho nên rất thấu hiểu. chỉ là không rõ tại sao, nhìn thấy thằng nhóc khôi hài này, tống thư hàng đột nhiên nhớ đến nhóm hoang tưởng mê tiên hiệp trong nhóm cửu châu số một kia. thành phố hát độ lôi kiếp hậu thiên tam phẩm ngóc lửng nội dung cuộc trò chuyện ở trong nhóm lại hiện lên trong đầu hắn. hắn lại tính ký vị trí đường chân trời khi nãy, khu vực sấm chấp tụ tập ban nãy hình như chính là vị trí của thành phố hát thì phải dù trái tim của Tống Thư Hàng có khỏe mạnh đến đâu đi nữa thì cũng khựng lại nửa nhịp. Lẽ nào, lại là thật? Dự báo thời tiết đã nói là trời trong, nhưng khi nãy đột nhiên lại xuất hiện cảnh tượng sấm chấp răng kín quỷ dị là thế. Ha ha ha, sao có thể chứ? Trên thế giới này sao có thể có chuyện như thế? Chắc là trùng hợp nhỉ? Trong lòng Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu hắn lại không gạt bỏ được suy nghĩ, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy à? sấm sét khi nãy kỳ lạ như vậy, nhìn qua không giống sự kiện tự nhiên tí nào. Thành phố hát, độ kiếp, mấy chữ này cứ mãi vang vọng khắp trong đầu của hắn. Tống Thư Hàng lắc đầu người nguội, muốn vứt suy đoán này ra khỏi đầu. chương 6, Đồng Quái Tiên Sư Nhất định là mình đã bị đám người trong nhóm kia lây bệnh mất rồi, tuy rằng xem nội dung chat ở trong đó khá vui, nhưng mình nên ao khỏi nhóm cho nhanh thì hơn. Bằng không ở lâu thì mình sẽ bị đồng hóa mất thôi đợi tới lúc để chị họ kiểm chứng giúp đơn thuốc kia, xác nhận đống thuốc bổ ấy uống vào có chết người hay không rồi thì ao nhóm ngay mới được. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Thật ra, rõ ràng đây chỉ là mấy người bạn trên cùng một nhóm chat. Hắn lại bị thêm vào trả hiểu đầu đuôi gì, Tống Thư Hàng hoàn toàn có thể không màng đến sự sống chết của đối phương. Nhưng hắn luôn cảm thấy nếu mình biết rõ, đan dược, mà đối phương uống có độc thì kiểu gì hắn cũng phải khuyên ngăn một phen. Mặc kệ đối phương có nghe theo lời khuyến cáo của hắn hay không, nhưng ít nhất hắn cũng không thẹn với lương tâm của mình. Đúng vậy, không thẹn với lương tâm. Có nghe theo hay không là chuyện của thành viên trong nhóm, nhưng có khuyên giải hay không cũng là chuyện của hắn. Sau khi trở lại ký túc xá, Tống Thư Hàng mở phần mềm chắt lên, gửi bản danh sách dược liệu mà mình đã chép lại cho chị họ. Chị nhã nhã, ví dụ nhé, nếu như bỏ hết mớ thuốc này vào trong một nồi nấu lên thành cao, thì thứ nấu ra đó ăn vào có gây chết người hay không. Có rảnh thì chị kiểm tra dùm em một chút. Gửi đi xong rồi thì tống thư hàng dựa lưng lên ghế, đầu óc trống rỗng. Chị họ chịu nhã nhã khác với hắn, cô đang thực tập nên ít khi lên mạng. Có lúc mấy ngày mới có thể online một chút, nhắn tin gửi qua đó, phải đến cuối tuần mới trả lời được cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như có thể thì Tống Thư Hàng không muốn hỏi thăm chuyện thế này ở trên mạng làm gì dù sao thì có một số việc nói trực tiếp sẽ không gây hiểu lầm gì lỡ như chị họ tưởng rằng hắn định uống thuốc này không nói chuyện trực tiếp thì sẽ hiểu lầm mất hắn sợ mẫu thân đại nhân nhà hắn sẽ bay thẳng đến đây gặp hắn bất quá lúc này hắn cảm giác mình càng lúc càng bị người ở trong nhóm này đồng hóa mất rồi quả nhiên tuy rằng xem nhật ký chat rất vui vẻ nhưng nên sớm rời nhóm thì hơn thừa dịp mình chưa ló mặt lên nói câu nào trong nhóm cũng chưa có giao tình gì với người trong này Ao nhóm cũng sẽ không lưu luyến mấy. Tuy nói vậy, nhưng ngón tay của hắn lại bất giác trỏ chuột về phía góc phải màn hình, mở nhóm cửu châu số 1 ra. Thói quen rất dễ tạo thành, hắn cũng chỉ tốn có 10 ngày mà đã tạo thành thói quen mỗi ngày đều phải vào nhóm xem nhật ký chat rồi. Đúng lúc trong nhóm cũng đang có người nói chuyện. Bác Hà Tán Nhân, A à Thất, Độ Kiếp xong chưa? Tiểu Thập Lục đã tiến cấp rồi chứ? Mấy lời này nói hơn 10 phút trước nhưng Tô Thị A Thất vẫn chưa trả lời. Không phải là lôi kiếp có vấn đề gì rồi đấy chứ. Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử nói, lần này người online nick là bản thân cô chứ không phải cha cô. Mặc dù tiểu cô nương này chỉ mới vào nhóm, nhưng miệng ngọt đã làm quen được với mấy người hay online nói chuyện rồi. Cô biết rõ lôi kiếp của người tu hành mỗi lần đều không thể xem thường, cho dù là lôi kiếp yếu nhất đi nữa thì chỉ cần sơ sẩy cũng có thể xảy ra chuyện lớn. Chắc là không đâu, có a à thất ở đó chỉ là một lôi kiếp hậu thiên tam phẩm mà thôi nếu như có vấn đề gì thì hắn cũng có thể áp chế đánh tan được bác hà tán nhân nói chỉ là tô thị a à thất một mực không trả lời khiến cho lòng hắn không yên lúc này có một ít tống thư hàng chưa gặp qua bao giờ ngoi lên đó là một ít tên đồng quái tiên sư các người đừng vội đợi bản tiên sư đoán một quẻ là biết kết quả ngay thôi bác hà tán nhân im lặng một lúc rồi đáp cũng được xem ra cái tên đồng quái tiên sư này đóng vai tiên sư bói toán rồi nhỉ. Ước chừng 2-3 phút sau, đồng quái tiên sư liền ngoi lên nói. Ha ha, không có việc gì hết, bản tiên sư tính ra quẻ thượng thượng, đại cát đại lợi. Tô thị A thất và hậu bối nhà hắn tuyệt đối không có việc gì, chúng ta cứ đợi đến lúc tiểu thập lục đến khiêu chiến với mọi người đi thôi. Quẻ thượng thượng, vậy chắc là có thể yên tâm một chút rồi nhỉ. Tuy rằng việc xem bói này không phải thật, nhưng đôi lúc đúng là có thể khiến cho người ta được an ủi phần nào trong lòng tống thư hàng thầm nghĩ vậy chỉ là bắc hà tán nhân nghe kết quả xong chẳng những không mừng rỡ mà còn im lặng một hồi một lát sau hắn gửi lên một ai cần cười khổ xem ra tiểu thập lục thật sự xảy ra vấn đề gì đó rồi cho nên a thất mới không online có người nào ở gần thành phố hát không qua đó gặp a thất thử xem hắn có cần giúp gì không cuồng đao tam lãng ngoi lên thở dài Quái tiên đã tính ra đại cát đại lợi, vậy thì thật sự có chuyện rồi. Nhưng ta ở cách thành phố hát rất xa, cho dù muốn qua đấy cũng phải mất đến vài ngày. Vũ Nhu Tử cảm thấy khó hiểu. Vũ Nhu Tử cô còn có điều chưa biết, quẻ bói mà tiên sư này tính ra, từ xưa đến giờ chưa trúng lần nào. Nếu như hắn tính ra là đại cát đại lợi thì ngươi nhất định phải chuẩn bị cho kỹ, bởi vì ngươi chắc chắn sắp gặp phải tai vạ. Ngược lại, nếu như ngươi tính ra ngươi gặp phải tai kiếp thì phỏng chừng là ngươi sẽ gặp được vận may lớn. Nếu như ngày nào đó hắn tính ra ngươi sắp có đại kiếp nạn diệt thế, vạn kiếp bất phục, vậy thì ngươi có thể yên tâm mở tiệc ăn mừng trước, bởi vì đây chắc chắn là tình tiết ra cửa vớ phải tiên khí. Cuồng đao tam lãng giải thích. Bắc Hà Tán Nhân chêm thêm một nhát. Nhìn từ một góc độ khác mà nói thì bản lĩnh của quái tiên khá mạnh đấy. Chỉ cần suy ngược lại với điều hắn tính ra thì cơ bản đều chuẩn không cần chỉnh đồng quái tiên sư, gạch nối chấm. Hắn muốn lớn giọng thét gào để phản bác, nhưng cả đời hắn chỉ toàn vết nhơ không thể xóa nhòa, cho nên chỉ có câm nín nuốt nước, nước mắt. Đúng rồi, vũ nhu tử cô nương, cô có thể hỏi bao giờ cha cô mới về nhà không? Ông ấy làm khách ở nhà bản tỏa đã lâu, chẳng lẽ ông ấy không nhớ nhà, không nhớ cô con gái xinh đẹp đáng yêu của mình à? Cuồng đao tam lãng lần này đã rút được kinh nghiệm xương máu, không mở miệng tự tìm đường chết nữa. Được rồi, tiền bối, ta sẽ thay tiền bối hỏi cha ta thử xem. Vũ Nhu Tử trả lời rất lễ phép, nhưng chỉ nói xuông cho có. Không nói khi nào thì hỏi, cũng không xác nhận sẽ gọi cha mình về. Cuồng đao tam lãng đã sống thành tinh rồi, há có thể không rõ ý tứ qua loa cho có của Vũ Nhu Tử. Cho nên cuồng đao tam lãng lại đẫm lệ. Có ai đang ở thành phố hát không? Bắc Hà Tán nhân tác tất cả mọi người trong nhóm, mấy thành viên đang lặn sâu trong nhóm đều lần lượt trồi lên, sau đó đều gửi ai cần lắc đầu. Hoa hạ lớn như thế, người trong nhóm chỉ có bấy nhiêu. Không thể nào tụ tập hết ở cùng một chỗ được. Khu giang nam của Tống Thư Hàng thì lại khá gần thành phố Hát, nhưng hắn lại không quen Tô Thị A Thất, hơn nữa hắn cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn tỉnh táo, không thể nào tham gia đi tìm một người mất tích vì độ lôi kiếp sau đó bói ra là xảy ra chuyện cùng người trong nhóm được. Dù sao thì hắn vẫn chưa bị đồng hóa, lúc này Linh Diệp đảo Vũ Nhu Tử lại lên tiếng. Ta chuẩn bị đến thành phố Di xử lý chút chuyện, đến lúc đó sẽ bay tới sân bay Giang Nam trước, rồi lại đến thành phố Di, khu Giang Nam ở gần thành phố H, nếu như cần giúp gì thì có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Tuy rằng ở thành phố H ta không rảnh rẽ gì, nhưng nếu như cần giúp đỡ gì thì ta nhất định sẽ cố hết sức mình. Thật tốt quá! Bác Hà Tán Nhân trả lời. Đi qua khu Giang Nam, cô nương trong nhóm sắp đến đây. Tống Thư Hàng chớp chớp hai mắt. Bác Hà Tán Nhân vui vẻ nói. Ta nghĩ cách liên hệ với A Thất đã, nếu cần giúp đỡ thì ta sẽ liên hệ với người Vũ Nhu Tử. Quan hệ của hắn và Tô Thị A Thất không tệ, trước khi gia nhập nhóm cửu châu số 1 thì hai người là chi kỷ sống chết có nhau. Bây giờ quẻ bói của đồng quái tiên sư khiến Bắc Hà Tán Nhân cảm thấy lo lắng. Việc không quan tâm thì thôi, quan tâm ắt sẽ loạn. Lúc này, chủ nhóm Hoàng Sơn Trân Quân đột nhiên xuất hiện, mở miệng an ủi. Bắc Hà, người đừng lo quá, có A thất ở đó, đừng nói là lôi kiếp hậu thiên tam phẩm, cho dù là lôi kiếp tứ phẩm tiên thiên cũng không làm khó được hắn. Nói cũng đúng, Bác Hà tán nhân thở dài. Thật ra thì ta cũng không lo lắm, dù sao cũng chỉ là lôi động hậu thiên tam phẩm mà thôi. Chỉ là một quẻ đại các đại lợi của đồng quái tiên sư khiến cho ta trở nên thấp thỏm lo âu mà thôi. Gạch nối chấm. Hoàng Sơn chân Quân gạch nối chấm, cuồng đao tam lãng, chương 7, đám bất lương bị hội đồng. Đồng quái tiên sư, mẹ kiếp, bác hà ngươi nói vậy là có ý gì hả, quả thật là khinh người quá đáng mà. Dằm tháng sau, trên đỉnh tử cấm, có dám tới hay không? Được lắm, ta sợ tên quái sư giỏm nhà người chắc. Bất quá dằm tháng sau ta không rảnh, hay là rời thời gian lại thành ba tháng sau được không? Bác hà tán nhân sảng khoái đáp ứng. Còn có, đến lúc đó ta phải tìm người kiểu gì đây, dù sao thì ngươi có nhiều thân phận lắm. Nếu ngươi đổi một ức clone, đứng trước mặt ta thì ta cũng khó mà nhận ra ngươi được. Đồng quái tiên sư không chỉ tinh thông, quẻ thuật, ở phương diện dịch dung cũng rất có nghề, người trong nhóm đều đoán, hắn trước kia nhất định là thường xuyên bói sai bị người ta đuổi giết, không thể không thay đổi thân phận để bỏ chạy. Dần ra luyện ra một thân bản lĩnh dịch dung hóa trang không ai bằng. Ba tháng thì ba tháng, Tới lúc đó ngươi chỉ cần đến đỉnh tử cấm đợi, ta đến tìm ngươi. Cái gương mặt đáng chết của ngươi, có hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra." Đồng Quái Tiên sư tức giận nói. "Cứ quyết định vậy đi." Bắc Hà tán nhân rất bình tĩnh, bộ dạng như đã ăn chắc Đồng Quái Tiên sư rồi. Hoàng Sơn chân quân xem đến đây, đột nhiên gửi một cái mặt cười lên, nói: "Xem ra Bắc Hà ngươi sắp đột phá rồi, cần một trận chiến đấu dẫn lối để một hơi đột phá ngay đúng không?" Ngươi cũng dừng lại ở cảnh giới ngũ phẩm linh hoàng đã lâu rồi, cũng đến lúc phải đột phá rồi. Đêm trăng tròn 3 tháng sau, nếu như ta có thể bớt được chút thời gian ra thì nhất định sẽ lên đỉnh tử cấm làm trọng tài cho trận quyết đấu của các ngươi. Tới lúc đó thuận tiện lại chuẩn bị chút quà mọn cho hai người các ngươi. Chân quân thật là thấu hiểu lòng ta. Bác Hà Tán Nhân lập tức kích động, phải biết Hoàng Sơn chân quân chính là lão tiền bối, thứ hắn chuẩn bị nhất định không thể nào đơn giản chỉ là quà mọn được những thứ lộ ra từ trong tay của mấy lão tiền bối thế này, đối với hậu bối bọn họ mà nói thì đều là bảo vật chỉ khi nào có kỳ ngộ mới có được. Trần Quân đã nói như vậy thì tới lúc đó ta không thể để cho Bắc Hà leo cây được rồi. Vốn ta còn định tới lúc đó để cho Bắc Hà lên đỉnh tử cấm đứng hứng gió lạnh nửa đêm. Đồng quái tiên sư thản nhiên nói. Gạch nối chấm. Bắc Hà tán nhân. Tên chết giấm. Tên này không hổ là xem bói đùa giỡn lòng người, lòng dạ đen tối thật đấy. Lúc này trong lòng Bắc Hà Tán Nhân thầm hạ quyết định 3 tháng sau nhất định phải nện cho đồng quái tiên sư đến mức chân quân cũng không nhận ra Xong việc rồi nên trong nhóm cũng yên tĩnh lại Sau khi Tống Thư Hàng xem hết nhật ký chat trong nhóm xong thì trong lòng có phần lo lắng 3 tháng sau đồng quái tiên sư và Bắc Hà Tán Nhân ở trong nhóm sẽ không thật sự chạy đến đỉnh tử cấm ở cố cung quyết đấu đấy chứ Với tính tình của bọn họ nói không chừng thật sự sẽ làm việc ngu xuẩn này Đến lúc đó lỡ như bị nhân viên quản lý bắt được thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này cứ nhớ vậy đã, trước lúc ao khỏi nhóm thì nhắc nhở bọn họ một chút, đừng có làm hư hại văn vật quốc gia, làm như vậy là phạm pháp. Tắt nhóm đi, Tống Thư Hàng lại mở trang web của khu Giang Nam xem xem hôm nay có tin tức gì không. Mấy chủ đề hot của trường đều nhắc đến đợt sấm xét kỳ lạ chiều hôm nay, địa điểm xét điện kia quả nhiên hệt như Tống Thư Hàng đã đoán, đúng là thành phố hát. Bởi vì trận sấm sét kia xuất hiện mà có một số nơi ở thành phố Hát và khu vực gần Giang Nam bị cắt điện, khiến cho sự cố xảy ra liên tục, may mà không có thương vong về mạng người nào. Phía sau có thêm chút tin tức vụn vặt về khu đại học Giang Nam. Tỷ như bảng trai đẹp ở trường có thay đổi, vị học bá nào đó trong trường hoàn thành sự nghiệp xưng bá toàn quốc, giành được vị trí đứng đầu ở cuộc thi cấp quốc gia nào đó, lại ví như bộ chăn mền mà một vị học tỷ nào đó đã tốt nghiệp ở trường bị đấu giá cao đến mức nào toàn mấy thứ linh tinh như thế. Tống Thư Hàng không có hứng thú đối với mấy tin tức kiểu này, chỉ nhìn lướt qua cho biết, để đến lúc tán phét với người khác thì cũng có cái mà nói. Sau đó hắn lại tiếp tục tìm kiếm tin tức đăng ký học lái xe ở trên web của trường, học phí lái xe gạt số thủ công bình thường cần 2.500 tệ, giá sinh viên quả nhiên ưu đãi cực kỳ. Ở khu Giang Nam này, một khi bước chân ra khỏi trường học thì tiền học lái xe phải hơn 10.000. Tống Thư Hàng ghi lại số điện thoại liên hệ, chuẩn bị tranh thủ học lý thuyết rồi đi báo danh học lái. Trong trường có thống nhất sắp xếp học lý thuyết, bất quá mình cứ học lý thuyết xong rồi đi ghi danh học lái thì hơn. Đinh Tương Đương Thông báo có tin tức mới hiện lên khiến hắn cảm thấy tò mò. Khoảng chừng 10 phút trước, ở gần khu đại học, một đám thiếu niên bất lương hay lang thang trong các con hẻm bị một vị cao nhân không biết tên đánh ngã lăn quay ngay lập tức. Đám thiếu niên bất lương này thật ra phần lớn đều là học sinh trong các trường, còn một phần nhỏ là đám đã bỏ học. Phần lớn trong số đó chỉ là một đám thanh niên đang trong thời kỳ phản nghịch, cắt một quả đầu có chút khoa trương, nhuộm đủ màu như gà trọi, cắt xén vài cái lỗ trên quần áo cho hầm hố, lén trốn giáo viên chui vào hẻm hút thuốc. Trong đó cũng có một số tên kéo bầy kéo đàn đi, xin đều tiền của các đàn em hoặc đàn anh yếu đuối nhát gan trong trường. Đối với thành phần hư hỏng kiểu đó, kéo nhóm đi đánh người ta là một loại sở thích của chúng, mà bị người ta nện cho nhiều tử cũng là chuyện thường bởi vì không có bang phái hay bảo kê, cho nên cũng không thể tính là lưu manh được. Tin tức đám hư hỏng đó bị đánh không phải chuyện mới mẻ gì, nhưng trong vài phút ngắn ngủi, có gần 100 tên bất lương bị nện cho nhiều tử thì lại là chuyện khác. Theo như hình ảnh mà mấy học sinh chụp được ở hiện trường thì có thể nhìn thấy thảm trạng của đám hư hỏng đó. Tên nào tên nấy mặt mũi bầm dập sưng phù lên vô cùng quá đáng, bộ dạng xanh xanh đỏ đỏ như hóa trang đi hát bội vậy cực hợp với câu nói, bị đánh tới mức mẹ ruột cũng nhìn không ra. Trên web trường đều ồn ào bàn tán. Có người nói với vẻ hả hê. Ai làm vậy nhỉ, ra tay chẳng lưu tình chút nào. Là bên tán đả một hay quyền đạo làm thế? Hay là bên quyền anh đang huấn luyện người mới, tổ chức kéo người đi đánh bất lương tập thể nhỉ? Lại có người đưa thêm tin tức. Tất cả đều bị đánh ngất, đang đưa đến bệnh viện. Vẫn chưa có ai tỉnh lại hết, nên không biết là ai đã làm. Có kẻ lại suy luận. Theo như mấy người chủ cửa hàng ở trong hẻm nói thì không có phát sinh ẩu đả lớn gì hết. Hơn nữa dù có ẩu đả thì cũng không đến mức nằm thẳng cẳng hết như vậy chứ. Không thể nào là đồng quy vô tận được, cho nên rất có thể là có vị cao thủ nào đó ra tay, một người hoặc là mấy người gì đó xử lý gọn gẽ mấy tên bất lương này. Cao thủ, kiểu như một người đánh 80 người ấy à? Ha ha. Có người cười nhạo phải biết rằng đám bất lương bị đánh không đến 100 thì cũng phải 80. Số lượng lớn như thế, trong vòng mấy phút đồng hồ bị đánh bất tỉnh nhân sự không sót một tên, đại hiệp trong tivi bước ra mới làm được đến cơ ấy chứ. Có lẽ là lính đặc chủng của quân đội ra tay đấy nhỉ. Nghe nói mấy người trong đội đặc chủng đánh ngã người bình thường dễ như bận ấy, một phút là có thể đánh ngã mấy chục người rồi. Thằng ở trên đang kể chuyện hài à, cho dù lính đặc chủng có trâu bò cỡ đó thì bọn họ cũng có nhiệm vụ riêng. Để bọn họ đi đối phó với đám bất lương thì khác nào lây đại pháo đánh mũi hả? Thôi đừng nói nữa, đợi tới lúc đám bất lương kia tỉnh lại thì biết ngay là ai làm thôi. Có người nói, Tống Thư Hàng ép nằm lại trang web, tùy tiện đọc lướt qua mấy cái comment xong thì tắt cửa sổ tin tức đi. Dù sao chuyện của đám bất lương đó cũng không liên quan gì tới hắn. Tuy rằng Tống Thư Hàng chỉ có 1m75 nhưng cũng rất cường tráng không phải đối tượng có thể, xin đều, cho nên gần như là sống ở hai thế giới khác hẳn với đám bất lương kia. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì cả đời này hắn cũng chẳng dính dáng gì tới đám bất lương kia. Vươn vai một cái, tắt trang web của trường đi, hắn ngồi thử người trên ghế. Đám mây sấm sét quái dị lúc ban ngày vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn, rõ ràng muốn để đầu óc thư giãn, nhưng hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, khiến cho trong lòng hắn không cách nào bình tĩnh được. Ngày hôm sau, Chủ nhật, ngày 2 tháng 6, trời trong. Sáng sớm Tống Thư Hàng đã thức dậy, hôm qua hắn vốn còn muốn thức trắng đêm, nhưng hôm qua xảy ra đủ chuyện khiến hắn cảm thấy quái lạ. Chẳng còn lòng dạ nào mà thâu đêm, cho nên tắm rửa sớm rồi đi ngủ luôn. Đêm hôm nay, mấy tên bạn cùng phòng sẽ trở lại. Sau khi rời giường rửa giấy xong, Tống Thư Hàng theo thói quen mở cửa sổ chat ở góc phải màn hình lên, chị họ triệu nhã nhã vẫn chưa trả lời xem ra còn phải đợi thêm vài ngày nữa nếu như hai ngày nữa mà chị họ vẫn chưa trả lời thì gọi thẳng cho chị ấy luôn vậy tống thư hàng thầm nghỉ trong lòng sau đó hắn lại mở nhóm cửu châu số một lên mỗi lần ngó qua một cái thì tâm trạng lập tức tốt lên chỉ là xem nhiều quá thì dễ bị đồng hóa tin tức đầu tiên trong nhóm là đến từ tô thị a thất khiến cho mọi người lo lắng rồi lôi kiếp của tiểu thập lục xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn bất quá ta đã xử lý xong. Sau khi tiểu thập lục xảy ra chuyện thì bướng bỉnh một lúc. Bất quá cũng đã bị ta tìm mang về rồi, không có gây ra chuyện lớn gì. Chỉ là, ừm, có mấy chục tên không biết điều bị tiểu thập lục đánh ngất ở một nơi gần thành phố Hát, không xảy ra án mạng. Tiếp theo ta phải đưa tiểu thập lục trở lại tông môn ở Tô Thị Đá, chắc là vài ngày tiếp theo ta không thể online được. Tóm lại là, mong mọi người không cần lo lắng. Tin này gửi lúc 3 giờ sáng hôm nay chương 8, Vũ Nhu Tử và Khu La Tính. Không sao là được rồi, ta cũng yên tâm, để ta nhắn lại cho Vũ Nhu Tử, để cô ấy không cần phải lo lắng, đỡ phải chạy đến thành phố hát. Bác Hà Tán Nhân trả lời ngay sau đó. Tống Thư Hàng luôn có cảm giác hình như một ngày 24 giờ lúc nào Bắc Hà Tán Nhân cũng online thì phải, cũng không biết sao đối phương lại dư thừa tinh lực như thế. Chẳng lẽ thời gian nghỉ của Bắc Hà Tán Nhân cũng giống với hắn, cho nên mỗi lần hắn online đều có thể gặp được Bắc Hà Tán Nhân. Không đúng, Tống Thư Hàng online, hắn cũng online, lúc Tống Thư Hàng offline thì hắn vẫn còn online, bởi vì mỗi lần login lên xem thì phần lớn nhật ký chat đều là Bắc Hà Tán Nhân nói. Đối phương quả thực giống như không cần ngủ vậy, đúng là thánh đấu sĩ trên mạng mà. Tống Thư Hàng không khỏi có chút lo lắng, bây giờ có rất nhiều người đột tử vì thức đêm quá nhiều, Bắc Hà Tán Nhân cứ tiếp tục như thế liệu có khi nào đột nhiên bỏ mạng không? Ghi nhớ điểm này mới được, chờ tới lúc mình sắp ao nhóm thì lại khuyên nhủ hắn một phen. Tống Thư Hàng kéo khung chat xuống xem tiếp. Sau khi Tô Thị A thất nói xong thì chào hỏi một tiếng rồi offline ngay. Tiếp theo, chừng 5 giờ sáng, dược sư online, gửi một tấm ảnh, sau đó kèm theo một dấu chấm hỏi. Đó là bức ảnh một giống thực vật, Tống Thư Hàng chưa từng gặp qua bao giờ loại thực vật này mọc uốn lượn giống như một con rồng trên phần ngọn của nó có một hàng gai mọc ngược ở phần dễ có màu tím đen là một loại thực vật khá kỳ lạ nhìn qua cũng khá bắt mắt độc long thảo à dược sư ngươi lại cần dùng đến nó sao trước đây không lâu chẳng phải ngươi có trồng một ít à bác hà tán nhân lại là người đầu tiên trả lời thử nghiệm chết hết rồi dược sư gửi một ai cần bực mình hơn nữa chất lượng của đám độc long thảo kia cũng không được tốt lắm được rồi, nếu như ta tìm thấy thì sẽ liên hệ với ngươi. Người khác nhìn thấy nhất định cũng sẽ thông báo cho ngươi biết. Bắc Hà tán nhân đáp, "Cần sống." Dược sư chốt thêm một câu, "Độc Long thảo, nghe tên là đủ biết không phải loại thực vật bổ béo tốt lành gì, sẽ không phải là cũng dùng để luyện thuốc luôn đấy chứ." Liệu có độc chết người hay không đây? Tống thư hàng có chút lo lắng, luôn cảm giác người trong nhóm này rất biết cách tìm đường chết là sao nhỉ? "Đợi đã," hình như có chỗ nào đó không đúng. Ngón tay của Tống Thư Hàng khựng lại, ngón tay kéo trở lên, đọc lại tin nhắn của Tô Thị A Thất. Chỉ là, ưm, có mấy chục tên không biết điều bị tiểu thập lục đánh ngất ở một nơi gần thành phố Hát, không xảy ra án mạng. Móc lừng. những lời này khiến cho Tống Thư Hàng có cảm giác rất quỷ dị. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ đến chuyện đám bất lương bị đánh. Đây là trùng hợp à, nếu như nói tất cả những chuyện này đều là trùng hợp thì những chuyện trùng hợp gần đây không khỏi có quá nhiều rồi có lẽ mình nên thay đổi góc độ để suy nghĩ có lẽ đây không phải là trùng hợp là do mình nghĩ nhiều quá thôi con người luôn là như thế đấy mỗi khi trong lòng sinh ra nghi kỵ với chuyện gì thì sẽ liên tưởng rất nhiều chuyện hoàn toàn không liên quan trở thành có liên quan với nhau giống như khi nghi ngờ một người nào đó ăn trộm tiền của mình thì sẽ đổ rất nhiều chuyện lên đầu đối phương Càng nhìn đối phương thì càng cảm thấy giống nghi phạm. Hắn cảm thấy mình bây giờ cũng mắc triệu chứng giống như nghi ngờ người khác là kẻ trộm vậy. Không thể nghĩ lung tung nữa, còn nghĩ nữa thì sẽ tẩu hỏa nhập ma giống mấy người trong nhóm mất thôi. Tống Thư Hàng vươn vai một cái, chuẩn bị đi chạy bộ. Hôm nay hắn dậy khá sớm, hơn nữa bởi vì cảm giác thể chất của mình đang giảm nhanh rõ rệt, hơn 10 ngày trước bị cảm một trận mà đến giờ vẫn còn ho khan chưa khỏi hẳn thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng rất khó chịu. Cho nên hắn nổi hừng, quyết định chạy bộ 1.500 mét buổi sáng để rèn luyện thân thể. Mục tiêu là phải kiên trì chạy bộ buổi sáng suốt một tháng. Lúc này, sân bay khu Giang Nam. Một cô gái tóc dài đến eo đang kéo cái vali thật to đi ra khỏi sân bay. Cô có làn da trắng muốt, chân thon dài, mặc áo thun trắng cùng với quần short jean, đôi chân thon dài mang giày thể thao, nhìn qua có vẻ trẻ trung xinh đẹp nhưng mà lúc này cô gái tóc dài lại có vẻ buồn rầu nhìn về phía sân bay lớn kia, thấp giọng lầm bầm. Mình ghét nhất là những nơi rộng lớn thế này, dễ bị lạc đường muốn chết. Tiếp theo, cô lấy điện thoại ra, bấm vài cái. Sau khi chạy bộ đổ mồ hôi nhễ nhại xong, Tống Thư Hàng cảm giác tinh thần sảng khoái cực kỳ. Trên đường đi, lúc ngang qua căn tin mua thêm cái bánh bao với sữa đậu nành để làm đồ ăn sáng, đợi sau khi hô hấp trở lại bình thường mới trở về ký túc xá còn nguyên một ngày chủ nhật thế này, phải làm gì bây giờ nhỉ? Hay là đi đọc ké sách? Tống Thư Hàng vừa gặm bánh bao vừa nghĩ thầm. Hắn lại tiện tay mở máy tính lên, lên trang web của trường, bởi vì hắn có chút để ý tới chuyện đám bất lương kia bị đánh hôn mê bất tỉnh cho nên vẫn luôn liên tục chú ý xem tin mới. Nhưng mà ở trên web vẫn chưa có tin mới gì về chuyện đám bất lương kia bị đánh cả, bởi vì đám bất lương tội nghiệp kia vẫn còn đang nằm bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện, chưa có tên nào tỉnh lại cả cho nên cũng không biết được là bọn họ bị người nào đó hoặc cái gì đó đánh thành như thế. Theo như những bạn học đã đến thăm bệnh cho hay thì dù là đang hôn mê, nhưng đám bất lương kia thi thoảng vẫn đau đớn rên rỉ, bởi vì số người nhiều quá, cho nên bị bệnh viện sắp xếp tống hết vào trong cùng một phòng bệnh lớn. Bảy tám chục người nằm đó liên tục rên rỉ thảm thiết, hình ảnh quả thực vô cùng bi thảm. Nếu như chỉ bị đánh hôn mê thôi thì không thể nào cả một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa tỉnh như thế chứ. Đám bất lương này sẽ không bị đánh thành người thực vật đấy chứ." Tống thư hàng nghĩ thầm. Vừa suy nghĩ, lại vừa đưa tay mở khung chat nhóm ra. Trong thời gian hắn chạy bộ ăn điểm tâm thì trong nhóm lại có thêm vài tin nhắn mới. Linh Diệp Đảo Vũ nhu tử online bằng điện thoại, Bắc Hà tiền bối, ta đã đến sân bay khu Giang Nam rồi, bên phía a thất tiền bối có cần giúp gì không? Bắc Hà tán nhân quả nhiên đang online, hắn nhanh chóng trả lời. Vũ Nhu Tử online rồi đấy à, lúc dạng sáng, sáng A Thất đã tìm thấy tiểu thập lục, sau đó rời khỏi thành phố Hát rồi. Ngươi không cần lo cho bọn họ, cứ yên tâm đến thẳng thành phố Di làm việc của ngươi đi. Không có việc gì là được rồi. Vũ Nhu Tử đáp, sau đó lại nói thêm. A Thất tiền bối đã rời khỏi thành phố Hát rồi à? Ừ, lúc sáng đã đi rồi. Bác Hà Tán Nhân lại hỏi. Chẳng lẽ Vũ Nhu Tử ngươi còn có chuyện gì cần tìm A Thất à? Vũ Nhu Tử thở dài. Thật ra, ta lại hy vọng có thể gặp được A Thất tiền bối, nếu như có thể thì có người đi tới thành phố Di với ta một chuyến thì càng tốt. Ta không quen thuộc lắm với khu Giang Nam, thành phố Hát và thành phố Di, sợ không tìm thấy nơi mình muốn tìm. Người muốn đi nơi nào, bây giờ trên điện thoại đều có chức năng chỉ đường, dùng khá tốt. Không thể không nói người hiện đại phát minh được khá nhiều thứ rất thực dụng. Bác Hà Tán Nhân nhiệt tình giới thiệu, trong nhóm có rất nhiều người không quen dùng hoặc không quan tâm đến mấy thứ đồ hiện tại, bác Hà Tán Nhân có thể xem như là chuyên gia xài đồ hiện đại. Ê ê, mấy người đổi đề tài kiểu này không sao chứ? Đây không phải nhóm tập trung mấy người mắc bệnh ảo tưởng tiên hiệp à? Không phải nên nói đến mấy thứ cổ xưa sao? Kiểu như pháp bảo định vị gì đó chẳng hạn, cao cấp hơn một chút thì mở điểm truyền tống cũng được mà, nếu mà chỉ nói đến chức năng chỉ đường của điện thoại thì không hợp tí tẹo nào nha ta đã dùng thử rồi, nhưng mà lại không tìm thấy nơi ta muốn đến ở trên này. Vũ Nhu Tử nói với vẻ buồn bực. Cô đương nhiên có dùng tới chức năng chỉ đường rồi, thực tế năm nay cô mới chỉ hơn 25, ở các phương diện khác cũng không khác gì so với thanh niên hiện đại hết. Chỉ là hiểu được nhiều điều về thế giới thật sự hơn so với những người trẻ tuổi bây giờ mà thôi. Hơn nữa, khả năng phân biệt phương hướng của ta hơi kém, cho dù cầm bảng chỉ dẫn cũng chưa chắc có thể tìm được nơi cần tìm vũ nhu tử nói thêm bác hà tán nhân an ủi không sao hết vấn đề phân biệt phương hướng chỉ cần đợi đến lúc ngươi tiến cấp đến cảnh giới ngũ phẩm là có thể tụ khí bước trên không rồi rồi thì có thể bay lên cao mà nhìn tới lúc đó không cần sợ lạc đường nữa còn bây giờ thì ngươi có thể gọi taxi thử xem bình thường chỉ cần có tên thì tài xế taxi có thể chở ngươi đến tận nơi nhưng phải cẩn thận đừng có lên nhầm xe của bọn lừa đảo cảm ơn tiền bối để ta thử xem sao Vũ Nhu Tử nói với vẻ cảm kích, nếu như không có người nhắc thì thiếu chút nữa cô đã quên mất còn có loại giao thông tiện lợi như taxi. Bác Hà Tán Nhân lại nói thêm, Vũ Nhu Tử ngươi muốn đi nơi nào đấy, nếu như người thật sự không tìm thấy thì ta có thể hỏi giúp xem ở gần đó có vị đạo hữu nào không, có lẽ có thể giúp được phần nào. Là một nơi gọi là khu La Tín ở thành phố Hát, nơi đó hẳn là có một ngôi miếu cổ tên là Quỷ Đăng Tự. Ta muốn đến ngôi miếu cổ đó. Vũ Nhu Tử nhanh chóng trả lời. Audio điện tử võ tấn bền. Được, ta biết rồi, ta đi hỏi giúp ngươi, có tin tức gì thì ta sẽ liên hệ với ngươi. Bắc Hà Tán Nhân trả lời. Tiền bối, cảm ơn ngươi. Vũ Nhu Tử gửi một icon mỉm cười. Ta đi gọi taxi đây. Khu sân bay Giang Nam. Chương 9, một khu la tính khác. Tống Thư Hàng cũng ở khu Giang Nam, với tính cách tốt bụng của hắn thì chuyện dẫn đường cho người khác cũng là chuyện nhỏ mà thôi, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng mà lúc này dù hắn có muốn giúp cũng là có lòng mà không có sức. Khu đại học cách sân bay Giang Nam phải đi xe 2 tiếng đồng hồ, Giang Nam là một thành phố lớn, diện tích không nhỏ chút nào. Hơn nữa, Tống Thư Hằng cũng không dành bên thành phố gì, cũng chưa từng nghe đến quỷ đăng tự bao giờ. Hắn chỉ biết là thành phố gì gần sát khu Giang Nam cũng là một thành phố có tiếng ở Hoa Hạ. Bởi vì nơi đó là thánh địa tôn giáo, đủ loại tôn giáo khiến người ta nhìn mà choáng váng. Hàng năm, vào các ngày lễ của các tôn giáo, các tín đồ đi đến thành phố Di Hành Hương có thể nhét đầy cả thành phố. Nơi đó có khá nhiều chùa miếu, muốn tìm được một ngôi miếu nhỏ ở nơi đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lại nói, cái tên khu La Tín này sao nghe quen quen thế nhỉ, hình như mình đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Tống Thư Hàng lẩm bẩm, gặm bánh bao. Tống thư hàng dựa trên ghế lắc lư, trong đầu suy nghĩ về khu La Tín, cố gắng tìm hiểu rõ cái chuyện nghe quen tai này. Trí nhớ của con người rất kỳ lạ, có nhiều thứ lúc bình thường cứ lảng vảng ở trong đầu, nhưng lúc cần thì có vắt hết óc cũng không nhớ ra nổi. Chắc là nghe thấy cái tên này trên tin tức nhỉ. Tống thư hàng bỏ cuộc, không lãng phí tế bào não cho vấn đề này nữa. Vũ nhu tử kéo theo Dương hành lý to thật to đi ra chỗ gọi taxi chỉ nháy mắt lập tức có vài xe taxi tấp lại chỗ vũ nhu tử sự thật chứng minh người đẹp thì đi đến đâu cũng được ưu tiên nếu không chỉ riêng cái vali to đùng của cô cũng đủ khiến rất nhiều bác tài ngoảnh điết đi không thèm chào hỏi cô gái đi đâu vậy một chiếc taxi màu đỏ chạy đến đầu tiên tài xế là một ông chú có gương mặt vuông vức nói chuyện mang phát âm giang nam bác tài bác có biết quỷ đăng tự ở chỗ nào không vũ nhu tử mở miệng hỏi giọng cô thỏ thẻ khác hẳn với vẻ ngoài hoạt bát sáng sủa của mình nhưng như vậy lại có phần đáng yêu ông chú mặt vuông suy nghĩ hồi lâu mới lắc đầu chưa nghe qua tên quỷ đăng tự bao giờ nhìn thấy ông chú mặt vuông kia lắc đầu trong lòng vũ nhu tử trầm xuống mặt ửng hồng có phần thất vọng cũng may ông chú kia lại nói thêm có biết là ở khu nào không biết là khu la tín vũ nhu tử lập tức trả lời khu la tín à tôi biết khu này tôi cũng ở đấy. Nhưng mà, cô gái à, cô không nhớ nhầm tên tự miếu đấy chứ. Tôi ở khu đó bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe nói đến quỷ đăng tự bao giờ. Ông chú mặt vuông kia nói tiếp. Bởi vì nghề nghiệp của mình, có thể nói ông nắm rõ khu vực gần đấy trong lòng bàn tay. Đặc biệt là khu la tín mà ông đang ở, nói qua một chút thì mỗi tấc đất đều có dấu chân của ông, nhưng ông hoàn toàn chưa nghe nói đến cái tên quỷ đăng tự bao giờ cả. À, Gương mặt của Vũ Nhu Tử đỏ lên, nhưng mà cô lập tức trả lời chắc nịch. "Bác tài, bác cứ đưa tôi đến khu La Tín đi." Cô định đến đó lại hỏi tiếp xem, nếu như thật sự vẫn không tìm thấy thì cô chỉ có thể gọi điện hỏi cha. Nhưng đó là hạ sách trong hạ sách, không đến phút cuối thì không thể dùng tới. "Cô gái à, cô có gấp không? Nếu như cô không gấp thì có thể ngồi xe bus đến khu La Tín đấy. Nếu đi taxi thì đắt lắm, đi xe những hơn 2 giờ cơ." ông chú lại nói thêm. Cũng không phải ông không muốn kiếm tiền, nhưng mà hai giờ đi đường như thế cũng tốn một khoảng không nhỏ. Đối phương rõ ràng không biết khoảng cách bao xa, nếu như trước khi lên xe mà không nói rõ khoảng cách và giá tiền thì sau khi đến nơi dễ cãi nhau lắm. Không sao hết, bác cứ chờ tôi đi là được. Vũ Nhu Tử mỉm cười ngại ngùng, đối với cô mà nói thì tiền căn bản không thành vấn đề. Sau khi ông chú kia xác nhận xong thì trong lòng cũng mừng thầm. Chạy chuyến này có thể kiếm được không ít tiền. Được rồi, vậy cô lên xe đi, vali cứ để ở sau cốp là được. Ông chú mặt vuông kia vừa nói vừa mở cốp xe lên, sau đó mở cửa xe ra chuẩn bị bước xuống đỡ lên giúp. Dù sao thì cái vali ấy to đùng như thế, cô gái này lấy đâu ra sức nhấc nổi lên. Nhưng mà lúc ông chú vừa mới đẩy cửa xe lên xong quay đầu nhìn lại thì há hốc mồm, hồi lâu không khép lại nổi. Ông nhìn thấy cô gái trông qua có vẻ yếu đuối kia dùng một tay nhấc cái vali to thật to kia lên, là nhấc lên, chứ không phải ôm lên hay giơ lên hay khuân lên gì hết. Mà nhấc lên nhẹ bấm như nhấc một cái mâm nhỏ vậy, dễ dàng dùng một tay nâng vali lên bỏ vào trong cốp xe. Chẳng lẽ cái vali này to thế thôi nhưng rỗng tuếch à? Vừa mới nghĩ tới đó, ông chợt cảm giác đuôi xe nặng chiếu xuống. Ông chú đã làm tài xế taxi nhiều năm, sớm đã đạt tới cảnh giới người xe hợp nhất đuôi xe vừa mới trầm xuống một cái ông đã có thể ước lượng được thứ kia nặng bao nhiêu. Cái vali này ít nhất cũng phải hơn 60 cây gì ấy chứ. Thậm chí còn nặng hơn, cũng phải xem xem cân nặng của một người đàn ông trưởng thành luôn ấy. Cô gái này luyện cử tạ hay sao ấy nhỉ? Thật là thần lực trời sinh mà, ông chú mặt vuông kia thầm nuốt một ngụm nước bọt. Cũng may ông là tài xế lương thiện, nếu như là đám bất lương gặp sắc nảy lòng tham, gặp phải cô gái này chắc là bị đánh mềm xương mất thôi. Vũ Nhu Tử cũng không biết hành động vô tình của mình kinh người đến nhường nào, sau khi bỏ vali vào xong, cô lại quay bước về mở cửa sau xe ngồi vào. Cô gái, sức cô mạnh thật đấy, ngồi cho vững nhé. Ông chú mặt vuông kia cười ha hả, đạp chân ga, chiếc xe taxi màu đỏ nhanh chóng xuất phát chạy về khu La Tín. Chấm. Nhóm Cửu Châu số 1. Linh Diệp đảo Vũ Nhu Tử online bằng điện thoại. Bắc Hà tiền bối, ta đang đi tới khu La Tín trước nhưng mà tài xế taxi không biết quỷ đăng tự ta đang chuẩn bị đến khu la tín xong lại hỏi thăm người ở khu đó sau có lẽ sẽ có người biết được rồi ta đã hỏi vài người nhưng mà tạm thời không có ai biết cả tóm lại là có tin tức gì thì ta sẽ liên lạc với ngươi ngay bác hà tán nhân đáp cảm ơn tiền bối vũ nhu tử đáp lại bằng một ai cần mỉm cười có câu trả lời này của bác hà tán nhân tâm trạng thấp thỏm của cô rốt cuộc cũng bình ổn lại lại nói đây là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà một mình trước kia đều có cha cô theo cùng hoặc là chỉ hoạt động ở khu vực gần linh điệp đảo mà thôi có cảm giác khá kích thích đoạn chặt này tống thư hàng tạm thời không nhìn thấy bởi vì thật sự không có việc gì làm cho nên hắn lại ra tiệm sách đọc ké rồi ôm quyển sách dày cộp mà lần trước hắn đã thuê quyển sách này đến bây giờ hắn còn chưa kịp xem xong với hắn mà nói nếu như sách mà không phải đọc ké thì cảm giác không đã ghiền Giống như mì gói vậy, mùi vị lúc ăn sống với nấu lên ăn khác nhau hoàn toàn. Trước khi đi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại mang theo cả điện thoại, bình thường Tống Thư Hàng không có thói quen cầm điện thoại theo. Chức năng của mấy cái điện thoại đời mới ngày càng nhiều, dung lượng cũng càng lúc càng lớn, bây giờ muốn tìm một chiếc điện thoại chỉ có chức năng nghe gọi nhắn tin căn bản là không có. Bởi vì điện thoại khá to, Tống Thư Hàng luôn dùng thứ này như điện thoại cố định pin còn 7%, chắc là cũng đủ dùng. Pin còn không nhiều, nhưng chỉ để nghe điện thoại hoặc nhận tin nhắn thì chắc là cũng đủ dùng cả buổi chiều rồi. Nghĩ như vậy, hắn cầm điện thoại theo, lại cầm theo quyển sách thuê lần trước hớn hở chạy đến tiệm sách đọc kẽ. Thời gian trôi qua cực nhanh. Ước chừng nửa giờ sau. Kỳ lạ, chẳng lẽ hôm nay mình rời giường sai tư thế à? Tống Thư Hàng nghi hoặc đặt quyển sách nặng trịch trong tay về lại giá sách, hắn thế mà lại đọc không vào bất kể là tiểu thuyết lý thuyết lái xe chuyện tranh tác phẩm cổ điển tất cả hắn đều đọc không vào đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện thế này thật là kỳ lạ tống thư hàng lẩm bẩm hắn thở dài tiện tay rút đại một quyển sách đi đến quầy tính tiền xem không vào rồi thì đọc ké cũng không còn ý nghĩa gì nghĩ vậy hắn quyết định đi ra khu bên cạnh đi dạo giải khuây Nói đến chỗ giải khuây thì không thể không nhắc đến thắng địa bên cạnh khu đại học Giang Nam Thiên Đường Ăn Vặt. Đi kiếm chút đồ ngon ăn thôi. Thiên Đường Ăn Vặt là một khu buôn bán đồ ăn khá sầm uất, cách khu đại học Giang Nam hai khu, đi bộ chừng 20 phút. Nhưng chút khoảng cách ấy hoàn toàn không ngăn nổi bước chân của đám mê ăn hàng được. Ở nơi này, thứ bay trên bầu trời ngoại trừ máy bay, thứ bốn chân ở trên mặt đất trừ ghế ngồi ra thì thứ gì cũng bán đủ. Thỏa mãn đủ loại sở thích ăn uống. Nơi này luôn được gọi là thiên đường ăn vặt hoặc là thiên đường món ngon, tên gọi vốn có của nó đã bị người ta quên bén đi mất. Nơi này gọi là gì ấy nhỉ? Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm bảng tên khu. Tấm bảng to có để mấy chữ khu la tín hoan nghênh bạn màu vàng chóe trói sáng dưới ánh nắng. À đúng rồi, nơi này gọi là khu la tín, cái tên hay thật đấy. Tống Thư Hàng nghĩ như vậy, đi vào bên trong. Đi được hai bước, hắn đột nhiên khựng lại, sau đó nhanh chóng lùi lại chỗ tấm biển hiệu, nhìn chằm chằm vào mấy chữ vàng rực chói loa kia. Chào mừng ngài đến với khu La Tín. Không hề nhìn lầm, là khu La Tín. chương 10, khúc nhạc đệm xảy ra trong lúc dạo phố. Lúc trước Tống Thư Hằng còn ngồi nghĩ cả buổi, cứ cảm thấy hình như đã nghe qua cái tên khu La Tín này ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nào nhớ ra nổi. Hóa ra là ở chỗ này, chính là khu thiên đường ăn vặt nổi tiếng này đây. Không đúng, không phải khu la tín mà vũ nhu tử ở trong nhóm đã nói là ở thành phố di à nơi này là khu giang nam mà chẳng lẽ vũ nhu tử nhớ sai chỗ hay là cả thành phố di lẫn khu giang nam đều có khu la tín chuyện này cũng bình thường chỉ có tên thành phố với tỉnh là ít khi nào trùng thôi nhưng tên thị trấn khu vực hay thôn xóm gì đó lại thường xuyên bị trùng nơi vũ nhu tử muốn đi nhất định là khu la tín ở bên thành phố di chắc là sẽ không đến khu giang nam bởi vì muốn đến đây giải khuây, cho nên Tống thư hàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn vừa đi vừa ăn, vừa ăn vừa dạo khắp nơi. Cũng không biết đi dạo hết bao lâu, đến lúc cảm thấy hơi mệt, hắn lại mua thêm hai phần gà giòn, ngồi xuống nghỉ ngơi ở khu ghế ngồi. Đối diện chỗ nghỉ là một khu khá lớn của khu La Tín, người đến người đi vô cùng tấp nập. Thời tiết vừa trở nên ấm áp, nhưng cũng không thể nào ngăn cản nổi lòng yêu thích cái đẹp của phái nữ khắp nơi đều là áo váy da bó sát, áo hở rốn, váy ngắn, còn có quần jean cạp trễ, cao gót, bốt, dép lê đủ kiểu. Cần cổ trắng dài mê người, ngực to, eo thon, tăng thêm đủ loại hình ảnh xinh đẹp cho khu la tín. Chỉ cần ngồi ở khu nghỉ ngơi này là có thể nhìn thấy vô số đôi chân trắng muốt thon dài phát ra hào quang chói lóa. Tống Thư Hàng tùy ý chọn đại một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng là nơi tốt nhất để ngắm người đẹp, có ba chàng trai ngồi bên cạnh hắn, nghiêm túc chấm điểm cho mấy đôi chân kia. Nhìn thấy chưa, cô nàng mặc váy đỏ đứng ở góc dưới màn hình điện tử đó đó, cặp giò kia cũng phải 80 điểm. Một tên béo mang cặp kính giày cộp chỉ vào một cô gái mặc váy đỏ nói. a à, hư à, mày phải luyện lại khả năng quan sát lại thêm chút nữa đi. Không thể nào hơn 73 điểm được, chân của cô ấy dài thật đấy, nhưng dáng người gầy quá. Hơn nữa đùi lại khá ngắn, ảnh hưởng đến mỹ quan tổng thể. Một chàng trai mặt mày sáng láng bảnh trai ở bên cạnh giở rộng chuyên gia. "Vậy sao?" Tên béo mang kính kia gãi gãi đầu, nhìn về phía chàng trai sáng sủa kia nói. "Nhưng mà nếu như không nhìn thật kỹ thì cơ bản khó mà nhìn ra được. Tao cảm thấy có thể là hơn 77 điểm đấy, dù sao thì đôi chân như thế cũng xem như hiếm có rồi. Không thể mang chân của mấy minh tinh trên mạng ra làm tiêu chuẩn so sánh được." Cậu trai tóc ngắn sau cùng ngửa mặt tựa lên ghế, nói giọng miễn cưỡng: Tống Thư Hàng nghe vậy, bất giác nhìn theo hướng mà tên béo kia đã chỉ. Ở đó có một cô gái mặc một bộ váy bó sát màu đỏ đang bước vội, đôi chân thon dài mang một đôi giày xăng đan trong suốt. Mấy cô gái dám mặc kiểu váy ôm sát kiểu này cơ bản đều khá tự tin vào vóc dáng của mình. Tống Thư Hàng không có thú đam mê chân, nhưng vẫn phải thừa nhận cô gái mặc váy đỏ này đúng là rất xinh đẹp, đôi chân thon dài trắng nõn, chủ nhân của đôi chân này rõ ràng rất chú ý chăm sóc đều nói đàn ông mà ngắm phụ nữ thì có vài kiểu, tuổi trẻ thích ngắm mặt, lớn hơn thì thích ngắm ngực, chỉ có đàn ông trưởng thành mới ngắm chân. Tống Thư Hàng cảm giác mình chắc chắn không thể xem là đàn ông trưởng thành được, bởi vì hắn không có cảm giác gì với việc ngắm chân. Cho dù nhìn thấy vô số đôi chân trắng nõn đi qua đi lại trước mặt hắn cũng sẽ không hề có bất kỳ xúc động gì, càng không thể nào sinh ra cảm giác kích động như ba tên kia đối với mấy tên bạn cùng phòng thiếu điều muốn quỳ liếm cặp giò của mấy vị minh tinh nước ngoài của mình tống thư hằng thật không hiểu nổi chân ấy à đàn ông cũng có đấy thôi của phụ nữ chỉ là trắng hơn một tí mềm hơn một tí chứ có gì đặc biệt đâu đấy là suy nghĩ trong lòng của hắn nếu như bị ba tên bên cạnh biết được thì nhất định sẽ mắng hắn xối xả mau nhìn kia một trăm điểm một trăm điểm kia tên béo đeo kính kích động hô to thanh âm cũng to hơn Đâu? Chàng trai mặt mày sáng sủa kia hỏi, tuy rằng ánh mắt của tên béo này không cao, nhưng cũng xem như thuộc hàng tinh mắt. Một trăm điểm này cũng không phải tùy tiện nói ra. Cậu trai tóc ngắn lười biếng kia cũng tò mò ngồi thẳng dậy, nhìn về phía tên béo kia chỉ. Vẫn là ở phía dưới chỗ cái màn hình to thật to kia, có một bóng dáng xinh đẹp đang bước ra từ chỗ ngoặt. Cô kéo theo cái vali thật to, nhưng nhìn qua không thấy chật vật mệt mỏi chút nào mái tóc đen óng ả dài đến eo bay bay sau lưng. Cô có vóc dáng cao gầy, dù chỉ mang một đôi giày thể thao bình thường, nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi chân của cô so với những người ở xung quanh thì dài hơn cả khúc. Mỗi bước cô bước ra đều có khoảng cách gấp đôi gấp ba người thường. Đây quả thực là phiên bản nữ chính trời sinh như trong mấy bộ phim truyền hình, dù chỉ đứng im không làm gì cũng có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Trời sinh đã là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Cô nàng xinh đẹp tóc đen ấy đi khá nhanh, mấy bước đã đuổi kịp cô nàng mặc váy đỏ mà ban nãy ba tên kia còn đang đánh giá. Tất cả những thứ xinh đẹp khi đứng một mình thì không có gì đặc biệt lắm, chỉ khi nào có thứ để so sánh thì sẽ lập tức trở nên vô cùng chói mắt. Lúc này, cô nàng váy đỏ kia đã trở thành phông nền. Lúc cô gái tóc đen kia đi lướt qua bên cạnh cô, đôi chân đẹp tạo thành đối lập rõ ràng, phân rõ cao thấp. Sự đối lập càng tăng thêm cảm giác xinh đẹp, đôi chân của cô gái tóc đen lại càng trở nên chói mắt a à hư, không còn gì để nói. Đây tuyệt đối là 100 điểm tròn. Chàng trai mặt mày sáng sủa kia lập tức đứng phát dậy, phủi phủi quần áo của mình, lại giơ tay vuốt vuốt tóc. Mày làm gì đấy? Cậu trai tóc ngắn hỏi. Đi làm quen chứ gì? Cô gái hoàn mỹ như thế cả đời cũng khó mà gặp được người thứ hai. Cho nên mặc kệ có thành công hay không, mặc kệ thế nào tao cũng phải lên làm quen cái đã, bằng không thì sẽ hối hận cả đời mất chàng trai mặt mày sáng sủa kia nhe răng cười nói, hàm răng trắng bóc sáng trói dưới ánh mặt trời. Cậu ta thật sự có thiên phú hấp dẫn mấy em gái, có tố chất của kẻ thắng cuộc, đó chính là vẻ ngoài sáng láng đẹp trai. Không thành công thì cũng không lỗ gì, lỡ như làm quen được thật rồi thì hắn lời to. Chuyện chỉ có lợi chứ không có hại này cớ sao lại không làm. Người đàn ông thực thụ thì những lúc thế này phải không sợ mất mặt, dũng cảm mà xông lên. Sau đó, Chàng trai đẹp trai sáng láng ấy đi vào trong đám người, nhắm thẳng đến chỗ cô nàng xinh đẹp kia. Sau đó, không tới 2 phút, chàng trai nọ lại ủ rũ quay về. Thất bại rồi, nhanh đến vậy cơ á? Tên béo đeo kính hỏi, mặc dù biết bạn của mình thất bại chắc rồi, nhưng dù sao thì bạn của mình cũng có vẻ ngoài có chút bảnh trai, lại còn biết ăn nói, nhưng mà lại thất bại nhanh đến thế á? với khả năng của cậu ta thì cho dù làm quen thất bại thì tán gẫu mấy câu với người đẹp cũng không thành vấn đề mới đúng chứ không có cơ hội làm quen hẹn hò gì sất chân của người đẹp kia dài thật đấy đi lại nhanh một bước của cô ấy bằng mấy bước của tao tao thiếu điều muốn chạy theo luôn rồi nhưng vẫn không đuổi kịp chàng trai sáng sủa kia lệ rơi đầy mặt gạch nối chấm cậu trai tóc ngắn chỉ đành câm nín phụt tống thư hàng ngồi bên cạnh nhịn cười tới đau cả ruột Ba tên này hài thật đấy. Nhưng mà, phải công nhận người đẹp tóc đen ban nãy thật sự rất bắt mắt. Ở thời đại internet phát triển thế này, đủ loại người đẹp, kiểu gì cũng có, mọi người đã sớm chai lì với khái niệm người đẹp này rồi. Nhưng vàng thật không sợ lửa, những người đẹp có nét đặc trưng riêng luôn luôn có thể hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Ví như cô nàng tóc đen khi nãy vậy, thuộc kiểu chỉ nhìn một cái là lập tức nhớ kỹ, chỉ sợ một thời gian ngắn cũng khó mà quên được ngẫu nhiên gặp được người đẹp cũng chỉ là việc vặt vãnh chêm vào trong lúc dạo phố sau khi nghỉ chân một lát tống thư hàng lại tiếp tục đứng dậy đi dạo đợi lát nữa mua thêm chút đồ ăn vặt mang về vậy hắn thầm nghĩ trước đó không lâu lúc hắn bị cảm đều nhờ bạn cùng phòng chăm sóc cho nên đi dạo một vòng ở thiên đường ăn vặt cũng không thể không mua chút điểm tâm về để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình được cũng không biết mấy tên kia thích ăn gì nữa vậy nên cứ món nào ngon ngon thì hắn đều mua một phần mang về. chương 11, bỗng nhiên quay đầu, người vẫn ở đó. Trong mắt những quái thuật sư, tương lai tựa như ngắm nhìn qua lớp xương mờ, luôn ngập tràn những điều thần bí và khó lường. Thế nhưng một vị quái thuật sư, rất nổi tiếng, cho rằng tương lai cũng sẽ thay đổi tùy theo những lựa chọn khác nhau của mỗi người. Nhưng bất kể lựa chọn thế nào, thì cũng không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì trên đời không có gì là Ngẫu nhiên, nếu có thì đó cũng chỉ là tất nhiên. Kể cả hai người gặp được nhau, nhìn bề ngoài thì có vẻ là trùng hợp nhưng thật ra lại là một chuyện tất nhiên. Những chuyện tất nhiên nối tiếp nhau thúc đẩy bánh xe lịch sử lao về phía trước, phát triển thành những tương lai đã định sẵn. Nói nhiều như vậy nhưng điều muốn biểu đạt lại chỉ có một, chính là không có quẻ nào quái thuật sư bói ra là sai cả. Nếu có sai, cũng chỉ vì quẻ mà quái thuật sư bói ra biểu hiện một chuyện tất nhiên sẽ xảy ra ở một thế giới song song mà bạn lại dựa theo một chuyện tất nhiên ở thế giới khác, nên sẽ dẫn đến một tương lai khác. Vì vậy quái thuật sư không sai, thế giới này mới sai. Câu trên chính là câu cửa miệng của một quái thuật sư đã xem quẻ vô số lần nhưng chưa lần nào xem chúng. Hẳn bạn đã đoán được ra, không sai, quái thuật sư này chính là đồng quái tiên sư đại nhân trong nhóm cửu châu số 1. Dù là một quái thuật sư không đáng tin nhưng trong lời nói của hắn vẫn có vài phần có lý. Tống Thư Hàng cũng không ngờ sẽ gặp được mỹ nhân chân dài tóc đen kia. Dù sao thì thế giới này lớn đến thế, đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy được. Thế nên hắn không ngờ rằng mình đi dạo một lúc lại gặp được cô nàng này. Hắn đi ra từ quán thịt bò vinh diệu, tay cầm một túi đồ ăn lớn của thiên đường ăn vặt, chuẩn bị mang về cho bạn cùng phòng. Vừa bước ra khỏi quán thì thấy cô cô tóc đen chân dài kia sách theo một vali hành lý cực lớn bước nhanh về phía mình. Lần này Tống Thư Hàng mới thật sự hiểu thế nào là chân dài thì đi nhanh. Rõ ràng lúc mới nhìn thấy cô ta thì vẫn còn khoảng cách rất dài, nhưng trong chớp mắt, cô cô chân dài này đã vượt đến trước mặt hắn. Thư Hàng khẽ nghiêng người nhường đường để cô ta tiện kéo cái vali lớn kia đi qua. Người đẹp tóc đen rất ngại ngùng, giọng nói mềm mại. "Cảm ơn." Rồi cô bước vào quán nhỏ phía sau lưng. Tống Thư Hàng khẽ cúi đầu nhìn giờ, thấy cũng đến lúc rồi, chuẩn bị đi về ký túc xá hắn vừa đi được hai ba bước, cô gái sau lưng đã mua xong đồ, thuận tiện hỏi chuyện chủ quán. Tống Thư Hàng không cố ý nghe người khác nói chuyện phiếm, chỉ là hắn vừa hay lại nghe được câu hỏi của cô. Vậy mà chuyện cô hỏi thăm, lại khiến bước chân Tống Thư Hàng vừa nâng lên đã cứng đơ giữa không chung. Ông chủ, xin hỏi ông có biết gần khu La Tín có chùa miếu nào tên là Quỷ Đăng Tự không? Chủ quán suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Quỷ Đăng Tự, chưa bao giờ nghe nhưng mà tôi cũng mới đến đây 2 năm, có mấy chỗ gần đây cũng không quen lắm. Nếu cô không ngại thì đến mấy nhà nghỉ cũ hỏi xem, họ ở khu La Tín cũng khá lâu rồi, biết cũng nhiều. Chủ quán quả thật là một người tốt rất nhiệt tình, giải thích cũng nhiệt tình. Cũng có thể là do ở cái thời đại xem trọng vẻ bề ngoài, cô gái tóc dài có quầng sáng khiến người khác tăng 100 điểm hào cảm. Quỷ đăng tự, khu La Tín. Thư hàng tự nhiên nghĩ đến cô nàng tên là Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử trong nhóm chat mình có nghe lầm không? Nghĩ vậy, Tống Thư Hàng móc chiếc điện thoại của mình ra, vẽ mở khóa màn hình rồi quen tay mở nhóm cửu châu số 1 trong phần mềm chat ra. Sau khi hắn offline, quả nhiên lại có thêm vài câu chat. Đầu tiên là tin nhắn của Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử vào hơn 2 tiếng trước. Cô nói mình không hỏi thăm được tin tức của quỷ đăng tự, nhưng cô đã bắt taxi đến trước khu La Tín, chuẩn bị hỏi trực tiếp dân ở đây. 20 phút trước lại có tin nhắn. Linh Diệp đảo Vũ Nhu Tử nhắn lại. Ta đã thuận lợi đến khu La Tín. Ở đây nhiều người quá, rất náo nhiệt, không giống như ta nghĩ. Nhất là phố đồ ăn, ta vừa đi mà thấy được nhiều món ngon lắm. Xem ra tâm trạng cô không tệ, thứ nhất là thuận lợi, tìm được khu La Tín, thứ hai là nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt. Từ sân bay khu Giang Nam xuất phát mất khoảng 2 tiếng, sau đó đến khu La Tín có nhiều đồ ăn ngon. Nhưng từ sân bay Giang Nam đến thành phố Di mà mất 2 tiếng thì thì ngay cả xe đua cũng không thể nào làm được như vậy. Nếu như hình dung theo thời gian lộ trình của xe taxi và điểm đến của Vũ Nhu tử, thì chắc chắn là cô đã đến lộn chỗ rồi. Cô không hề đến khu La Tín mà là chạy đến thiên đường ăn vặt ở gần đại học Giang Nam. Mà nếu như không phải trùng hợp thì mỹ nhân chân dài tóc đen có thể chính là Vũ Nhu tử. Vừa nghĩ tới người đẹp có khí chất rất hiện đại, Thời thượng này lại là người trong nhóm tiên hiệp kia, trong lòng Tống thư hàng bỗng có cảm giác vặn vẹo khó lòng diễn tả. Thế nhưng, chỉ bằng những điều này vẫn không thể khẳng định mỹ nhân trong quán là Vũ Nhu tử được. Bởi vì không loại trừ khả năng quỷ đăng tự ở khu La Tín có hoạt động đặc biệt gì nên có rất nhiều người đến, thế nên cũng có nhiều người giống như Vũ Nhu tử đến sai chỗ. Điều này cũng rất có thể. Ngón tay Tống thư hàng tiếp tục vuốt trên màn hình, nhưng trong lịch sử chat lại không có tin nhắn mới nữa. Bác Hà Tán Nhân cũng không online, hay đang bận đi hỏi tin tức về quỷ đăng tự nhỉ. Thư hàng đang vuốt màn hình, thì lúc này Linh Diệp đảo Vũ Nhu Tử lại gửi một tin nhắn thoại. Tống Thư hàng vô thức mở ra tin nhắn ấy ra. Vũ Nhu Tử mệt mỏi buông lỏng vali hành lý, bước ra từ cửa quán, có chút thất vọng. Đây đã là quán thứ 12 rồi. Chủ quán vừa rồi đề nghị rất hay, nhưng bất kể là quán mới hay quán của cô ta cũng hỏi cả rồi, chẳng nhà nào có tin tức gì về quỷ đăng tự cả. Cô thở dài, lấy điện thoại di động ra, ngón cái vuốt vuốt mở ra phần mềm chat, nhấn vào nhóm chat nhóm cửu châu số 1. Đợi mãi mà vẫn chưa thấy bác Hà tiền bối trả lời lại. Vì cầm một tay, không tiện gõ chứ nên cô mở mục tin nhắn thoại ra, nói bằng giọng mềm mại, bác Hà tiền bối, bên chỗ ngài có tin tức gì về quỷ đăng tự không? Ta hỏi thăm rất nhiều chủ quán ở khu La Tín mà không ai biết thông tin gì về chỗ đấy cả. Nhận được tin nhắn nhớ nhắn lại lại cho ta nhé cô thả ngón cái ra, tin nhắn thoại đã được gửi đi thành công. Cô cất điện thoại vào túi, trước khi nhận được tin nhắn của bác Hà Tiền Bối, cô vẫn muốn tiếp tục hỏi những chủ quán ở khu la tín tin tức về quỷ đăng tự, nhất định không từ bỏ. Bên cạnh cửa ra vào quán, Vũ Nhu Tử thấy chàng trai lúc trước vừa nhường đường cho mình giờ đang ở bên đường, thấy hắn cầm điện thoại bấm bấm, không biết là làm gì. Vũ Nhu Tử cũng không để ý nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc này, điện thoại di động của chàng trai này lại phát ra âm thanh khiến Vũ Nhu Tử thấy vô cùng quen tai. Bắc Hà tiền bối, bên chỗ ngài có tin tức gì về quỷ đăng tự không? Ta hỏi thăm rất nhiều chủ quán ở khu La Tín mà không ai biết thông tin gì về chỗ đấy cả. Nhận được tin nhắn nhớ nhắn lại cho ta nhé. Đây chẳng phải là giọng nói của mình sao? Hơn nữa, đây chính là tin nhắn thoại mình vừa gửi mà. Vũ Nhu Tử trước hết là ngẩn người, sau đó lại có một loại cảm giác vui mừng không thể nào diễn tả bằng lời tuôn ra. Chàng trai trẻ trung trước mắt này thế mà lại là tiền bối trong nhóm cửu châu số 1. Vũ Nhu Tử vốn đang uể oải vì lạc đường lại lập tức như chết đuối vớ được phao cứu mạng. Cô bước hai bước một, vọt đến cạnh tiền bối có bề ngoài thiếu niên kia. Tống Thư Hàng vừa nhấn vào tin nhắn thoại mà Vũ Nhu Tử gửi vào nhóm, giọng nói thật mềm mại, đúng là rất êm tai. Lúc này, Hắn đột nhiên cảm giác thấy có người đi đến đứng sau lưng hắn. Một làn gió cuốn theo mùi thơm bay vào mũi hắn, đó là mùi hoa thơm nhàn nhạt, nhạt, lại có chút giống như mùi thơm cơ thể trên người thiếu nữ. Thư Hàng quay đầu lại, liền thấy cô gái chân dài tóc đen kia đang đứng sau lưng mình, nét mặt mừng rỡ, mắt nhìn chầm chằm vào điện thoại di động của hắn. Trong tiếng nói mềm mại của cô gái tóc tràn đầy cảm giác vui mừng khi xa quê mà lại gặp được người quen. Nhóm Cửu Châu số 1 Tống Thư Hàng lúc này đúng là không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với cô gái này. Đến lúc này thì không cần cô giới thiệu nữa rồi, nếu Tống Thư Hàng mà còn đoán không ra thân phận của cô thì có thể ra chợ mua ít đậu hũ mà đâm đầu vào đấy tự tử. Tống Thư Hàng cảm thấy giọng nói của mình rất không tự nhiên, cực kỳ không tự nhiên. Linh Diệp Đảo Vũ Nhu tử. Vũ Nhu tử cuối cùng cũng có chút bình tĩnh lại, bắt đầu dò xét vị tiền bối này. Chính là ta xin hỏi đạo hiệu của tiền bối là gì? Trong trí nhớ của cô, mấy đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1, trừ tô thị A thập lục mới độ kiếp hôm qua ra thì ai cũng là tiền bối của mình cả. Vị tiền bối trước mắt này bề ngoài chỉ mới mười mấy tuổi, đây chắc không phải tuổi thật của tiền bối đâu nhỉ. Hắn cao khoảng chừng 1m75, nét mặt hiền lành, nhìn qua có vẻ dễ nói chuyện. Nét mặt hiền lành, nói trắng ra chính là kiểu mặt của người tốt, đi đến đâu cũng dễ bị người ta gắn cho một cái thẻ người tốt hơn nữa cô không nhận biết được tu vi cảnh giới của tiền bối. Xem bộ dáng khí tức hoàn toàn giấu kín của hắn khi đứng trước mặt mình, tựa như đã hòa nhập vào thế giới người thường, Vũ Nhu tử thầm nghĩ đây chẳng phải là đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân một như cha mình rồi sao? Tiền bối, kiểu xương hô này khiến Tống Thư Hàng thấy nhói mề. chương 12, Tống Tiền Bối, điện thoại của ngài cũng hết pin rồi. Cô nàng tóc đen này nhìn qua cũng khoảng 20 tuổi, mà mình rõ ràng mới tròn 18 tuổi tuổi cách đây không lâu mà. Chẳng lẽ mình trông già đến vậy sao, giống một đại thúc lớn tuổi thế kia á? Còn có, đạo hiệu gì nữa? Hắn lập tức nhớ đến đống nick chat trong nhóm, toàn là gì gì mà Hoàng Sơn chân Quân, Bắc Hà Tán Nhân, XX Động Chủ, XX Phủ Chủ. Lại thấy càng nhói mề. Tống Thư Hàng không muốn người khác nghĩ mình là tên mắc bệnh ảo tưởng, bèn nói. Khủ khủ, cô cứ gọi là Tống Thư Hàng đi, với cả đừng có nhắc chuyện đạo hiệu nữa nhé vũ nhu tử ngượng ngùng nói a à, xin lỗi tiền bối ta nhất thời quên mất thân là người tu chân điều ai cũng biết là không nhắc đến đạo hiệu trước mặt người khác cô ta vì quá kích động nên nhất thời quên mất tống thư hàng ho hai tiếng cảm giác như bệnh ho của mình sắp khỏi giờ này lại đang tái phát còn nghiêm trọng hơi trước khụ khụ cô cũng đừng gọi ta là tiền bối ừ vũ nhu tử đáp nhẹ nhưng trong lòng lại trầm xuống, vị tiền bối này có vẻ như không phải là kiểu người dễ nói chuyện nhỉ. Cũng đúng, dù sao thì mấy người trong nhóm chat cũng không phải tất cả đều nhiệt tình như bác hà tiền bối. Hơn nữa vị tiền bối nãy rõ ràng là ở khu la tín, thế mà lại không lên tiếng trong nhóm chat. Nói không chừng lại thật sự là kiểu người lãnh đạm, không có ý định giúp đỡ mình nhỉ. Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút ủ rũ. Đang lúc vũ nhu tử suy nghĩ lan man, tống thư hàng lại nói thêm. Cô cứ trực tiếp gọi là Tống thư hàng là được." Vũ Nhu tử ngẩn người. "Ơ, ờ, như thế không được đâu." Tống thư hàng kiên định nói. "Cô cứ trực tiếp gọi tôi là Tống thư hàng là được, nếu như cảm thấy không gọi được tên đầy đủ của tôi thì cứ gọi thư hàng, tiểu hàng, tiểu Tống, tùy cô." Nếu Vũ Nhu tử mở miệng kêu một tiếng, tiền bối nữa, hắn sẽ rất ngượng, ở đây là thế giới ngoài đời thực cơ mà. Vũ Nhu tử mới gọi được một nửa cảm thấy không được tự nhiên nên vẫn bỏ thêm hai chữ tiền bối. Tống thư tiền bối. Thế nhưng trong nội tâm nàng lại thoáng cái bình tĩnh lại, trên mặt lại càng lộ ra nét tươi cười. Xem ra tiền bối này là người tốt, cũng không phải kiểu tiền bối lạnh nhạt. Nếu thế, biết đâu tiền bối sẽ giúp nàng. Tống thư hàng đưa tay dùng sức xoa mặt, triệt để bị đánh bại. Được rồi, cô gọi thế nào cũng được. Vũ nhu tử vui vẻ đáp. Tống tiền bối, người đến giúp ta à? Tống Thư Hàng nhấc túi lớn trong tay lên, hai người với cả một cái vali to thế này thì đúng là chắn đường của người khác quá, tốt nhất vẫn nên tìm một chỗ khác nói chuyện. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Vũ Nhu Tử lập tức bước theo cho kịp Thư Hàng. Tống Thư Hàng nói, ta xem trong lịch sử chat của nhóm cửu châu số 1, hình như cô muốn đếm khu la tín của thành phố gì à. Vũ Nhu Tử rất thông minh, từ ngữ khí và thái độ của Tống Thư Hàng liền đoán được sự thật, nàng vẻ mặt cầu xin vâng đúng là khu la tín của thành phố di đợi đã tiền bối chẳng lẽ chẳng lẽ ở đây không phải là khu la tín sao tống thư hàng thở dài nói đây đúng là khu la tín nhưng lại là khu la tín của khu giang nam chứ không phải của thành phố di gạch nối khuôn mặt nhỏ nhắn của vũ nhu tử lập tức đỏ lên lần này đúng là ngượng quá rồi một lúc cô thấp giọng hỏi tống tiền bối ngài có biết đường đi đến khu la tín của thành phố di không Tống thư hàng cười hiền, nói: "Tôi cũng chưa đi qua chỗ đó bao giờ, nhưng cô có phần mềm chỉ đường mà." Vũ Nhu tử gõ đầu mình, lại lấy điện thoại di động ra bắt đầu ấn. Nhưng mà, cô vừa mới mở máy ra, điện thoại lại vang lên một tiếng chuông dễ nghe, sau đó màn hình tắt ngúm. Vũ Nhu tử ngẩng đầu nhìn về phía Tống thư hàng, rưng rưng nước mắt. "Tống tiền bối, máy ta hết pin mất rồi." Tống thư hàng cảm giác hình như gan mình lại nhói đau người đẹp tóc đen này hình như hơi ngốc thì phải. Thế nhưng hắn vẫn đưa ra điện thoại di động của mình. Dùng của tôi này. Vũ Nhu Tử vui mừng nhận lấy điện thoại, rồi giết cảm ơn rồi bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên, điện thoại di động lại kêu chuông len keng rồi màn hình cũng tối đen. Vũ Nhu Tử lại ngước mắt nhìn về Tống Thư Hàng, nước mắt sắp trào ra. Tống tiền bối, điện thoại di động của người cũng sập nguồn rồi. Tống Thư Hàng lúc này mới nhớ ra, lúc mình ra ngoài pin còn có 6%. Ngồi chờ gần 3 tiếng, lúc nãy lại lên mạng, sập nguồn là đúng. Tống Thư Hàng xấu hổ nhận lại điện thoại của mình, rồi dò hỏi. Vũ Nhu Tử, cô đi quỷ đăng tự có gấp không? Giọng nói của Vũ Nhu Tử vẫn mềm mại như trước. Cũng không phải là gấp lắm, nhưng càng nhanh càng tốt, nếu chậm sẽ có biến. Nếu mà đi chậm, cha cô từ nhà cuồng đao tam lãng tiền bối về rồi, sau đó sẽ đi tìm cô về. Đúng thế, đây cũng là lý do mà cô đáp cho có khi cuồng đao tam lãng tiền bối hỏi trong nhóm chat. Nếu cha mà về nhà thì cô không thể lén lút đi nữa rồi. Tống Thư Hàng đề nghị. Nếu không thì cô về ký túc xá của tôi nhé. Tôi sẽ dùng máy tính tìm đường cho cô, cũng tiện sạc điện thoại cho cô. Nhưng mà từ đây đi đến ký túc xác của tôi mất 20 phút, được không? Tống Thư Hàng là chàng trai trong ngoài như một, bề ngoài mang khuôn mặt thân thiện, bên trong cũng là một con người tốt bụng, nên bảo hắn bỏ mặc vũ nhu tử không quan tâm hắn không làm được. Với cả trên thế giới này, trừ trai gay thì còn có mấy ai sẽ bỏ rơi cô gái đẹp như vậy nữa chứ? Vũ nhu tử hai mắt liên tục có ánh nhìn lạ kỳ. Ký túc xá là nơi tiền bối ẩn cư à, đi bộ 20 phút thì không thành vấn đề. Tống thư hàng thử hỏi. Thế thì đi theo tôi nhé. Vũ nhu tử ra sức gật đầu, kéo theo vali hành lý to tướng, theo sát sau lưng tống thư hàng thật là một cô gái dễ lừa, trong lòng Tống Thư Hàng có chút phiền muộn, hắn luôn cảm giác chỉ cần hai cây kẹo bông là có thể bắt cóc cô gái này. Có câu nói rằng, nam nữ phối hợp thì làm việc không biết mệt mỏi. Theo lý thuyết thì nam nữ cùng làm việc với nhau thì càng thêm năng suất, thế nhưng Tống Thư Hàng mới đi với Vũ Nhu Tử được 5 phút, lại bắt đầu thở dốc, mệt mỏi. Hắn cười khổ, nhìn Vũ Nhu Tử đang đứng bên cạnh Lời của cậu trai mặt mày sáng sủa trong nhóm ba chàng trai khi nãy lại vang lên trong đầu tống thư hàng, người đẹp kia chân dài quá, đi nhanh thật. Mình đã cố chạy bước nhỏ rồi mà vẫn không theo kịp được. Chân dài thật sự là có ưu thế, một bước của nàng bằng hai bước của hắn. Vũ Nhu Tử đã cố gắng đi rất chậm rồi, thư hàng vẫn cả đường chạy bước nhỏ. Chuyện này có thể không mệt mỏi sao? Vũ Nhu Tử nghi hoặc nhìn về phía thư hàng. Tiền bối, hình như người đang thở không nổi à chắc không phải đâu nhỉ, mới đi có hơn 5 phút, sao có thể khiến một vị tiền bối tu vi tinh thâm thở hồng hộc được. Tống Thư Hàng điều chỉnh hít thở. Phù, đi từ từ thôi, không vội làm gì. Vũ Nhu Tử nửa hiểu nửa không nhẹ gật đầu. Vâng, cô cảm giác trạng thái của vị tiền bối này tựa hồ có chút không đúng, giống như sức khỏe của hắn rất yếu ớt. Nhưng cô lại là một cô gái hiểu chuyện, để ý quan tâm người khác. Nếu tiền bối đã không nói, cô cũng sẽ không lắm mồm hỏi, khỏi cho người khác chán ghét mình. Vì vậy cô chủ động phối hợp với Tống thư hàng, bước ngắn lại, cố duy trì tốc độ bằng Tống thư hàng. Tống thư hàng cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hai người rời khỏi khu La Tín, càng đi càng chậm. Rất trùng hợp là, ở phía sau lưng bọn họ, ba chàng trai vừa nãy bình luận cho điểm về các loại đùi đẹp cũng cầm túi lớn túi nhỏ, đi khỏi khu La Tín. Chàng mập chỉ vào bóng lưng Vũ Nhu tử. Ờ lại thấy cô ta rồi cậu trai sáng sủa kia lập tức giữ vững tinh thần đâu lần này nhất định phải đuổi theo cô ấy mới được anh chàng tóc ngắn lại lười biếng nói mày đừng có đùa người ta có bạn trai rồi chàng trai sáng sủa kia thấy được tống thư hàng đứng bên vũ nhu tử lập tức thất vọng hoa đã có trậu rồi tức thật tên mập cười nói hoa đã có trậu thì sao chỉ cần đập trậu thì không sợ không cướp được hoa mày can đảm lên đi Chàng trai sáng sủa lúc này bất ngờ lại, tao không có hứng đập chậu cướp hoa. Thế nhưng đột nhiên, chàng trai sáng sủa lại nhìn chằm chằm bóng lưng Tống thư hàng, nói: "Này, bọn mày có thấy thằng kia hơi quen mắt không?" Anh chàng tóc ngắn tiếp tục miễn cưỡng nói: "Ừ, quen mắt là đúng rồi, vì lúc nãy chúng ta đứng ở khu La Tín bình luận, cho cô em này 100 điểm, hắn đứng cạnh chúng ta mà." Gạch nối, tên Mập Câm nín Gạch nối chàng trai sáng sủa cũng cạn lời. Hắn đứng cạnh chúng ta, hắn đứng cạnh chúng ta. Những lời này cứ vang vọng trong tai chàng trai sáng sủa. Chàng trai sáng sủa ngã quỷ. chương 13, nếu như. Ký túc xá trường học là một nơi rất kỳ diệu. Ký túc xá của nữ là cấm địa đối với nam sinh. Nam sinh chỉ cần lấn vào một bước là mắc tội tử hình. Thế nhưng đối với nữ sinh, ký túc xá của nam lại giống như vườn rau nhà mình. Muốn vào là vào, muốn ra là ra. Cho nên Tống Thư Hàng mang theo một em gái đến ký túc xá, cũng không thấy ai cản trở cả. Hơn nữa, vì hôm nay là chủ nhật nên đa số sinh viên trong ký túc đều đã đi ra ngoài giải sầu, hoặc là trốn trong phòng cày game nên Tống Thư Hàng đem theo Vũ Nhu Tử về cũng không khiến nhiều người chú ý. Phòng của thư hàng ở tầng 2 ký túc xá. Ở ký túc xá có thang máy nhưng những ai ở tầng 2 toàn đi thang bộ, vì nếu đi lên tầng 2 thì đi thang bộ còn nhanh hơn đi thang máy. Tống Thư Hàng nhìn sang Vũ Nhu Tử đang kéo vali hành lý to tướng, làm đàn ông, kéo vali hành lý và sách ba lô hộ con gái là chuyện không thể từ chối. Cần ta kéo giúp cô không? Vũ Nhu Tử cười ngượng ngùng, đẩy chiếc vali to tướng về phía Tống Thư Hàng. Phiền tiền bối vậy. Trên đường đi Tống Thư Hàng đã chứng kiến Vũ Nhu Tử kéo vali hành lý to tướng này, khi đi qua mấy chỗ gập gành có khi còn sách đi, có vẻ rất nhẹ nhàng nên hắn cứ nghĩ rằng vali này lớn nhưng không xếp đầy, chắc cũng không nặng lắm. Khi hắn tận tay cầm lấy tay kéo của viêu ly hành lý, dùng sức nhấc lên, thì lại đỏ cả mặt mày. Hắn dùng sức mới nhấc được vali lên một chút, cái dương này ít nhất cũng hơn năm sáu chục ký, gần bằng cân nặng của một người đàn ông trưởng thành. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào vũ nhu tử, dán mắt vào cánh tay mềm mại không xương của cô. Đây là cô gái hay là lực sĩ trong thân hình cô gái? kéo theo một cái vali năm sáu cân cả một quãng đường mà còn bước đi như bay, không cần lấy hơi. Thế mà mình vẫn dại, nghĩ cô là loại dễ lừa. Với sức của cô thế này, ai mà muốn lừa cô đem bán cũng phải chuẩn bị quan tài trước đã. Vũ Nhu Tử nghi hoặc nhìn tiền bối. Tiền bối. Tống Thư Hàng nhanh chóng quyết định, trả lời. Khủ khủ, chúng ta đi thang máy thôi. Vũ Nhu Tử nửa hiểu nửa không gật đầu. Vâng, như đã nói ở trước, cô là một cô gái tốt, hơn nữa phận làm khách, cô cũng sẽ không can thiệp quyết định của chủ nhà, chủ đi thì khách phải theo thôi. Thang máy từ từ đi lên, lúc này hầu như không có ai sử dụng thang máy, không cần chờ lâu. Trong phòng ngủ không một bóng người. Bạn cùng phòng của hắn bình thường 3-4 giờ chiếu, có khi buổi tối mới về ký túc xá. Phòng cũng không rộng lắm, là loại phòng 4 người. Phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, có nhà vệ sinh, có ban công, bàn giặt quần áo và phòng bếp nhỏ. Tống Thư Hàng mở máy tỉnh, mời Vũ Nhu Tử ngồi xuống. Cô cứ ngồi xuống đi, có muốn uống gì không? Vũ Nhu Tử nghe lời ngồi xuống, trả lời. Linh Mạch Bích Trà. Tống Thư Hàng mờ mịt. Hử. Linh Mạch Bích Trà, đùa tôi à? Hay là đồ uống mới ra? Sao hắn chưa bao giờ nghe thấy nhỉ? Hắn sừng sốt một lát, rồi rất nhanh sực nhớ ra thân phận của người đẹp chân dài này đừng nhìn cô trẻ trung sinh đẹp mà lầm tưởng, cô thế mà là một người bệnh ảo tưởng đắm chìm trong tiên hiệp đấy. Cái linh mạch bích trà này, hẳn là thứ đồ uống gì mà mấy người trong nhóm chắc nghĩ ra. Tống Thư Hàng lại thấy tim gan mơ hồ đau nhói. Chỗ tôi bây giờ không có mấy đồ kia, nhưng mà có nước chanh, nước khoáng, coca, sữa tươi. Cô chọn một loại đi. Tống Thư Hàng trực tiếp đưa ra một loạt lựa chọn, hắn sợ vũ nhu tử tí nữa lại muốn hắn rót cho cô mấy đồ đáng sợ như đại bổ long huyết trà, phượng hoàng dịch. Vũ nhu tử sướng sờ, trong nhà tiền bối mà lại không có linh mạch bích trà. Phải biết rằng linh mạch bích trà là loại trà thường dùng nhất mà các tu chân giả dùng để tiếp khách. Trà này chứa rất ít linh khí nhưng hương trà tỏa bốn phía, vị trà nồng đậm rất lâu không tan, là linh trà đãi khách giá cao nhất. Hơn nữa, nếu bản thân uống cũng có thể tăng cường một chút thể chất, dù so ra không thần kỳ bằng đan dược nhưng giá của linh mạch bích trả lại rẻ hơn đan dược mấy vạn lần. Chỉ cần là người tu tiên thì đều chuẩn bị thứ này mà. Đợi đã, ta biết rồi. Tiền bối đang ẩn cư nơi thành phố, sống cuộc sống như người thường. Nghe nói có vài vị tiền bối vì để rèn luyện tâm tính của mình, cứ cách 150 năm sẽ ẩn cư trong cuộc sống của người thường, sống như một người bình thường thực sự. Dù không tăng cường được thực lực nhưng sẽ rèn được tâm tính kiên định hơn, làm cho linh đài của mình càng thêm thanh minh. Vũ Nhu Tử cười ngọt ngào. Tiền bối, cho ta cốc nước chanh là được, cảm ơn. Ok, chờ một lúc. Một lát sau, Tống Thư Hàng lấy từ trong tủ lạnh ra một cốc nước chanh lớn. Vũ Nhu Tử tiếp lấy cốc nước chanh. Cảm ơn tiền bối. Tống Thư Hàng đáp. Đừng khách khí. Đúng là cô gái tốt, tính tình dễ chịu, lại lễ phép, tiếc là bị ảo tưởng. Hắn ngồi vào trước máy vi tính, lướt web. Thảo tay mở ra Baidu Map, tìm khu La Tín, thành phố Di. Rất nhanh, trên bản đồ hiện ra vị trí của khu La Tín ở thành phố Di. Đáng ra đi từ sân bay Giang Nam đến khu La Tín ở thành phố Di thì mất khoảng 5 tiếng. Nhưng Vũ Nhu Tử đến không đúng chỗ cần đến. Cũng may Đại học Giang Nam cũng cạnh thành phố Di, không ngược hướng, thế nên chỉ cần đi thêm một đoạn đường nữa là được. Nếu giờ cô đi xe từ Đại học Giang Nam đến khu La Tín ở thành phố Di thì mất tiếng rưỡi nữa, nhưng đấy là không tính đến chuyện tắt đường. Thật ra thì đoạn đường này giao thông hơi kém nên nếu đi cũng mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Vũ Nhu Tử lại gần màn hình, thấy quãng đường dài như vậy, không khỏi lẻ lưỡi. Tiền bối, xa như thế taxi có đi được không? Tống Thư Hàng đáp, đi thì đi được, nhưng chắc chỉ được mấy nhà xe đồng ý đi thôi. Sau đó hắn giải thích cho Vũ Nhu Tử đi xe mất 5 tiếng có chút xa, dù nói là khu vực gần Giang Nam có vài chỗ taxi có thể nhận đi ra ngoài thành phố, nhưng đa số xe đều có ban giao tiếp. Hơn nữa, đi mất 5 tiếng, về mất 5 tiếng, đường đi dài mất 10 mấy tiếng. Vũ Nhu Tử hỏi, bây giờ chúng ta làm sao đây? Tống Thư Hàng đáp, ngồi tàu điện thôi, vừa hay cách khu La Tín ở thành phố Di không xa có một trạm, tên là trạm Hắc Gia. Gần trường tôi cũng có một trạm. Ngồi tàu điện thì nhanh hơn đi taxi nhiều, không đến 2 tiếng là có thể đến nơi rồi. Hai mắt vỗ nhu tử sáng lên. Khi nào thì chúng ta xuất phát? Không vội, vé tàu điện có thể đặt trên mạng mà. Để tôi xem xem, có chuyến từ chỗ trường mình đến trạm Hắc ra 4 giờ bắt đầu chạy. Thế thì tầm 3 giờ chiều đến lấy phiếu là được rồi. Ơ, ờ, đợi đã. Khi nào thì chúng ta xuất phát? Chúng ta cô nàng này không phải là nghĩ mình sẽ đến khu La Tín ở thành phố gì cùng cô ấy chứ. Mình mai còn có tiết, mình vẫn là sinh viên, đâu có thể nói đi là đi được. Vũ Nhu Tử thấy gặp được người sẵn sàng giúp đỡ người khác như Tống Tiền Bối là chuyện quá tốt, vui vẻ nói. Tiền Bối, chúng ta nhanh lên mạng đặt vé thôi, có cần thẻ căn cước của ta không? Cơn ho của Tống Thư Hàng lại tái phát. Khụ khụ, chúng ta, cô nói là mua hai vé, tôi và cô. Vũ Nhu Tử sướng sờ, sau đó mặt đỏ bừng. "Ơ, ờ, Tiền Bối không đi cùng ta sao?" Cô lúc nãy đúng là quá kích động rồi, tự nhiên cho rằng Tống thư hàng sẽ cùng cô đi thành phố Di, cũng không hỏi qua ý kiến của vị Tiền Bối, này, đúng là quá thất lễ. Vũ Nhu Tử nài nỉ, "Tiền Bối, ta vừa rồi thất lễ quá, chưa hỏi ý kiến Tiền Bối mà đã tự mình lên kế hoạch. Tiền Bối, xin hỏi ngài có thể giúp ta cùng ta đi khu La Tín ở thành phố Di một chuyến được không?" Ta nhận biết phương hướng kém lắm, sợ là sẽ không tìm thấy quỷ đăng tự. Tống Thư Hàng thở dài, cử tuyệt. Tôi cũng muốn giúp cô lắm chứ, nhưng e là tôi cũng bất lực thôi. 4 giờ bắt đầu đi, đến nơi cũng hơn 6 rưỡi rồi. Vẫn chưa biết Vũ Nhu Tử đi đâu làm gì, khi nào mới xong việc. Nhưng có thể khẳng định, không về kịp trưa mai được. Mà hắn chiều mai còn có tiết học. Vũ Nhu Tử lập tức vô cùng thất vọng. Cô là cô gái tâm trạng thế nào cũng ghi rõ trên mặt tiền bối, ngài không rảnh sao? Tống Thư Hàng đáp, ừ, vì chiều mai tôi còn có tiết. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đến suýt gục ngã của Vũ Nhu Tử, hắn đột nhiên lại cảm thấy mình vừa cự tuyệt thế có phải là tuyệt tình quá không, không biết có làm cô gái có tâm hồn yếu đuối này tổn thương không? Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nói thêm. Nếu như, y ta là nếu như cô không vội thì thứ sáu tuần sau ta có thời gian, sẽ đi thành phố di cùng cô. Giờ tôi vẫn là sinh viên, chỉ được nghỉ vào thứ bảy với chủ nhật thôi. Thứ sáu tuần sau, Vũ Nhu Tử vẫn rất thất vọng, một hai ngày thì cô không vội, nhưng mà tận năm ngày thì hơi lâu. Tuy cha cô thích trêu đùa người khác nhưng chắc chắn sẽ không ở nhà cuồng đao tam lãng tiền bối chơi 10 ngày nửa tháng. Nhưng đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, mắt sáng lên rồi chăm chú hỏi. Chương 14, tiền bối, ta gửi ngài hai dương dược liệu làm tạ lễ nhé. Tống thư hàng cười ha ha. Khụ khụ nếu như chuyện vũ nhu tử cô nương muốn xử lý không tốn quá nhiều thời gian thì cũng không phải là không thể. Nhưng buổi học chiều mai đã định ngày từ trước hôm khai giảng rồi, nếu không có nguyên nhân đặc biệt nào thì cũng sẽ không hủy lịch được đâu. Thư hàng không muốn dây dưa đề tài này mãi, lập tức nói sang chuyện khác. Vũ nhu tử cô nương muốn đi quỷ đăng tự sao? Lúc cô đi ra ngoài không biết vị trí cụ thể của quỷ đăng tự à? Cô gái đơn thuần rất dễ bị rời đề tài nói chuyện. Vâng, ta chỉ biết là nó ở phố La Tín ở thành phố Di, nên cho đám sư điệt một đặt vé máy bay rồi chạy đi luôn. Không nghĩ tới quỷ đăng tự lại khó tìm như vậy. Sư điệt, thời buổi này mà vẫn còn thứ này cơ à? Tống Thư Hàng vừa nghĩ, tay vừa múa trên bàn phím, lại gõ vào ô tìm kiếm. Thành phố Di, khu phố La Tín, quỷ đăng tự. Có thông tin của phố La Tín và thành phố Di, nhưng không hề có thông tin gì về quỷ đăng tự cả, trên bản đồ cũng không có dấu hiệu, phỏng chừng đây là một cái chùa miếu rất nhỏ hoặc là đã đóng cửa từ lâu vũ nhu tử đột nhiên nói tống tiền bối có thể cho ta mượn máy tính dùng một chút được không để ta tìm ít thông tin tình báo với cả bác hà tán tiền tiền bối trong nhóm có tin tức rồi cũng nên tống thư hàng gật đầu lóc ao tài khoản chat rồi nghiêng người nhường chỗ ngồi cho vũ nhu tử vũ nhu tử cười ngọt ngào ngồi vào chỗ rồi thuần thục đăng nhập vào tài khoản chat của mình Vũ Nhu Tử có chút thất vọng, tắt khung chat rồi lại tìm thông tin về phố La Tín và mấy chùa miếu ở nơi đó. Cô cũng suy đoán rằng quỷ đăng tự kia liệu có thể không tồn tại, hay là đã đổi tên. Tống Thư Hàng ngồi bên cạnh nhìn màn hình một lúc rồi chợt nhớ ra, điện thoại của mình với của Vũ Nhu Tử đều sập nguồn rồi. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử, cho tôi mượn điện thoại của cô một chút. Chỗ tôi có sạc đa năng, tầm một tiếng là sạc được đầy pin cho cô. Vũ Nhu Tử nhanh chóng lấy điện thoại di động ra rồi đưa cho Thư Hàng. Thư Hàng tiếp lấy điện thoại rồi cầm cả máy của mình đem đi sạc pin. Ngay tích tắc lúc tống Thư Hàng xoay người, Vũ Nhu Tử hai tay đặt trên bàn phím, cạch 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 cạch, tốc độ gõ tăng lên chóng mặt. Trong nháy mắt, tốc độ gõ của cô tăng lên đến ít nhất hơn 900 am. Nếu như gamer chuyên nghiệp đi thi đấu có tốc độ tay như vậy, thì chấp hết các gamer ở tất cả các game khác. Trên màn hình máy tính, một loạt cửa sổ mở ra rồi đóng lại, từng trang web mở ra. Rất nhanh, thông tin của một nam sinh bị điều tra ra. Có ảnh bán thân của Tống Thư Hàng đang cười tươi, bên cạnh là thông tin cá nhân của hắn. Lớp 43, khoa 19, thuộc khoa kỹ thuật cơ khí của Học viện Kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo của Đại học Giang Nam. Sau đó lại có một cửa sổ hiện ra, đó là thời khóa biểu của Tống Thư Hàng. Ngay sau đó lại là chương trình học chiều nay của hắn giáo sư nhân thủy. Đó là một giáo viên trẻ tuổi, có tướng Mạo Anh Tuấn, người cao giáo, đeo kính đen, khóe miệng luôn tươi cười nhu hòa. Người này thuộc về loại nam nhân có thể đứng ở đâu cũng có thể hấp dẫn một đoàn thiếu nữ đang tuổi xuân. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nhận được thông tin tình báo rồi, Vũ Nhu Tử đóng lại tất cả cửa sổ trên màn hình. Lịch học định sẵn từ trước đương nhiên không thể tùy tiện hủy bỏ được. Ở khu chung cư của giáo sư, cách ký túc hơn 10 km thầy nhân thủy đang chơi đùa với con gái, tự nhiên bỗng dùng mình rồi lại hắt xì vài cái. Hắn xoa mũi thầm nghĩ, lại có nữ sinh viên đang nhớ nhung thầy giáo đẹp trai này sao? Người này cảm thấy đẹp trai quá cũng là một điều phiền não, hắn đã sớm thành ra lập nghiệp rồi. Sau khi đóng tất cả trang web, Vũ Nhu Tử lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, phát hiện hắn vẫn đang sạc pin ở phòng bên. Cô nhẹ nhàng thở phào, có cảm giác như đang dở trò xấu sau lưng trưởng bối đồng thời sau khi tra xét nhiều tư liệu như thế cô bỗng có một cảm giác theo bản năng tống tiền bối sao càng đọc lại càng có cảm giác ông ấy chỉ là người bình thường nhỉ cô lại nghĩ nghĩ tới lời của thư hàng khi mới gặp mặt cô gọi ta tiểu tống thư hàng cũng được đừng gọi tôi là tiền bối tại công phu hồng trần lịch lãm của tống tiền bối rất cao thâm hay là chính cô hiểu nhầm đây sau khi đóng tất cả cửa sổ vũ nhu tử lại hoạt động ngón tay sau đó, ánh mắt của cô dừng ở trên một tờ nốt bên cạnh máy tính. Trên tờ nốt lấp lánh muôn màu những cái tên của các loại dược liệu, chính là đơn thuốc thối thể dịch bản đơn giản hóa của dược sư trong nhóm cửu châu số 1. Lúc đó, thư hàng chép lại để đưa về cho triệu nhã nhã nghiên cứu xem. Thế nhưng trên trong đó lại không có mấy loại dược liệu tràn ngập khí chất ảo tưởng như tiên bá vương chi, cửu dương xích viêm trúc, sương mai huyền thảo đằng. Vũ nhu tử thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Tống Tiền Bối cũng nghiên cứu đơn thuốc này. Nhưng rất nhanh, cô phát hiện, phương thuốc của Tống Thư Hàng hình như là không đầy đủ. Tại sao Tiền Bối chỉ ghi lại những dược liệu bình thường dễ tìm nhỉ? Tại sao lại không thêm thanh lộ, huyền thảo và các loại dược liệu tinh tinh? Đợi đã, hay là Tống Tiền Bối lại muốn cải tiến đơn thuốc dựa trên trụ cột của dược sư Tiền Bối? Cải tiến thêm một bước để giảm phí tổn khi luyện chế thối thể dịch. Nghĩ đến đây, hai mắt vũ nhu tử sáng rực thật là trùng hợp, lúc này Tống Thư Hàng xoay người lại, liền thấy ngay Vũ Nhu Tử đang nhìn chằm chằm vào tờ nốt. Không hay rồi, tờ nốt ghi lại cái đơn thuốc đầy ảo tưởng kia. Đúng là bùn vàng rơi vào trong đúng quần, không phải bùn thì cũng là phân. Vũ Nhu Tử chắc hẳn sẽ quả quyết mình là đồng đạo của cô, là người ảo tưởng đắm chìm trong tiên hiệp như cô. Quả nhiên, Vũ Nhu Tử liền mở miệng hỏi Tống Thư Hàng một vấn đề tràn đầy khí chất ảo tưởng. Tiên bối, ngài cũng nghiên cứu đơn thuốc của dược sư tiền bối sao? Ngài luyện một lần có thể thành công được mấy lô? Câu hỏi vui vẻ của Vũ Nhu Tử đồng thời mang theo tâm lý học hỏi tiền bối. Cô luyện thử theo đơn thuốc của dược sư tiền bối vài lần, vì không luyện thuật khống chế lửa hẳn hoi nên 10 lần mới thành công được 3 lần. Cô thật sự thích luyện đan nhưng lại không hề có chút thiên phú luyện đan nào. Lãng phí dược liệu như thế, nếu bị tu chân giả khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ dùng nước bọt dìm cô chết đuối. Thế nhưng cô có một người cha vừa giàu có, vừa cường đại, chút dược liệu lãng phí vì luyện chế thối thể dịch ấy, đối với Linh Diệp Đảo mà nói, chỉ là chín châu mất một sợi lông. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, quả nhiên là bị ngộ nhận thành người đồng đạo của cô rồi. Tôi không luyện. Vũ Nhu Tử hai mắt tỏa sang, kích động nói. Tại sao à, chẳng lẽ Tống Tiền Bối thật sự thay đổi đơn thuốc của Dược Sư Tiền Bối một chút? Tống Thư Hàng im lặng, Vốn định trực tiếp trả lời sao hắn có thể đi luyện cái đơn thuốc ngớ ngẩn này. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt lấp lánh của Vũ Nhu tử, hắn lại thấy ngại ngùng, không nỡ đả kích cô nương này. Cho nên rất lâu sau, hắn mới nghĩ đến một đáp án thành thực. Thật ra là vì ở chỗ tôi có mấy dược liệu không tìm được. Vì mấy nguyên nhân phức tạp khác, trong tay tôi không có dược liệu gì cả nên ta vốn dĩ là không có cơ hội để luyện. Đây thật sự là lời nói thật, số dược liệu mà đơn thuốc ghi lại trừ đi vài dược liệu ngớ ngẩn kia những dược liệu khác có giá cũng không rẻ phải biết rằng nhâm sâm thân là sinh viên hắn căn bản là không mua nổi bán thận cũng không mua nổi vũ nhu tử gật đầu nói đồng thời trong lòng vui vẻ a à, xin lỗi tiền bối hóa ra nguyên nhân là như thế tuy rằng cô không biết tại sao tiền bối không có mấy dược liệu để luyện thối thể dịch nhưng những dược liệu này thì trên linh diệp đảo trồng chất như núi vũ nhu tử nói tiền bối chờ sau khi ta trở về ta gửi cho ngài hai dương dược liệu làm tạ lễ nhé đây là thứ mà cô chuẩn bị dùng để báo đáp thư hàng dù sao đi nữa cô cũng quyết định muốn nhờ thư hàng giúp cô đi tìm quỷ đăng tự hai dương dược liệu thật khí phách nhường nào mới nói ra được lời này tiền bối ta tặng ngươi hai dương nhân sâm làm tạ lễ nhé tiền bối ta gửi ngài hai dương vàng thỏi làm tạ lễ nhé dược liệu mà vũ nhu tử muốn tặng giá trị của chúng tuyệt đối cao gấp mấy lần vàng. Đáng tiếc Tống Thư Hàng hiện tại không biết giá trị của hai dương dược liệu mà Vũ Nhu Tử nói, nếu không hắn đã sớm quỳ lại rồi. chương 15, giáo sư nhân thủy bị thương. Tống Thư Hàng thầm nghĩ, hai dương dược liệu này chắc cũng là đồ gì kỳ quái đây. Ít nhất cũng không phải là đồ quý báu, cho nên hắn trêu lại. Thế thì ta cảm ơn cô trước. À, cô có tài khoản để đặt vé xe không? Vũ Nhu Tử lắc đầu, dù là đặt vé máy bay hay vé xe thì cô cũng chưa bao giờ tự đặt cả. Nhà cô có rất nhiều đệ tử, nô bộc sẽ dốc sức cống hiến cho Linh Diệp Đảo. Tống Thư Hàng nói, thế thì cô đưa thẻ căn cước cho tôi, tí nữa tôi sẽ dùng tài khoản của mình đặt vé cho cô. Vũ Nhu Tử ngoan ngoãn đưa thẻ căn cước cho Tống Thư Hàng rồi nói. Vâng, Tống Tiền Bối, ta ra ban công xem chút nhé. Tống Thư Hàng cười nói, cô gái tốt và lễ phép như vậy, tiếc là lại bị ngớ ngấn. Đừng khép nép như thế, cô cứ thoải mái đi." Vũ Nhu Tử ngại ngùng cười, bước nhanh lên ban công rồi đưa mắt nhìn về phía ngoài. Từ ban công nhìn theo hướng đông, bên ngoài là đường lớn và vườn hoa của trường, không có gì che tầm nhìn. Thế nên dù chỉ là tầng 2 thì tầm nhìn cũng rất rộng. Đầu tiên, Vũ Nhu Tử cẩn thận liếc nhìn Tống thư hàng, sau đó lén lén lút lút làm một phép nhỏ, ngăn cách ba động năng lượng, dùng để yểm hộ cho các động tác tiếp theo của cô, sợ bị Tống Tiền Bối cảm nhận được chuẩn bị sẵn sàng xong, cô lặng lẽ lấy từ trong túi ra hai cái kính sát tròng rồi đeo vào. Đừng xem thường hai mảnh nho nhỏ này, đây chính là pháp bảo mà Linh bảo tôn giả mới chế tạo mắt nhìn xa vạn dặm, nâng cấp lên một tầng cao mới. Tên hơi dài, đây là thiên lý nhãn phiên bản nâng cấp. Khi đeo len vào xong, giống như lời trong thơ ca, có thể chuyển thị giác lên tận không trung, dùng tầm nhìn của thượng đế quan sát mặt đất đây là tác phẩm của một người cha vất vả làm ra cho đứa con gái dễ lạc đường của mình ngập tràn tình thương của người cha làm như vậy để lúc con gái không rõ phương hướng có thể dùng góc độ bao quát để tìm đúng đường người ta đều nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha lời này quả không sai nếu như là con trai linh điệp tôn giả tuyệt đối sẽ không khổ tâm như thế đường đường là đại nam nhân còn lạc đường nói ra còn không mất mặt sao không tìm được đường thì không biết dỡ chứng ngại vật phía trước để đi một đường thẳng tắp đến Đích Hà. Đàn ông dũng cảm tiến tới mới thể hiện được sự lãng mạn của nam nhân. Vũ Nhu tử lợi dụng thị giác thượng đế của Pháp Bảo, rất nhanh tập trung vào khu nhà ở của giáo viên Đại học Giang Nam. Sau khi thẩm tra, đối chiếu tài liệu, thuận lợi tập trung vào giáo sư Nhân Thủy, dáng người cao gầy, đeo kính đen. Lúc này thầy giáo Nhân Thủy vô tội đang ngủ chưa cùng con gái vừa tròn 6 tháng tuổi. Bởi vì, ngủ chưa cùng con gái, rất dễ khiến một số người hiểu nhầm, cho nên nhất định phải thêm vào số tuổi của con gái. Lần nữa trịnh trọng thanh minh, đó là một cô con gái vừa tròn 6 tháng tuổi. Hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, giống như có thần trợ giúp. Tìm được rồi. Vũ Nhu Tử trong lòng mừng rỡ, sau đó chắp hai tay lại vái vái. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, sau này ta nhất định sẽ đền bù tổn thất cho người, nhưng giờ thì ngươi phải bị chật chân nằm viện. Trong bàn tay của cô, có một lá bùa màu vàng rực đang lập lòe. Bùa chú, gì đó cơ bản đều chỉ là hàng sử dụng một lần duy nhất, chỉ có một ít hàng cao cấp mới có thể dùng được nhiều lần. Không nghi ngờ gì, tấm bùa trong tay vũ nhu tử là hàng cao cấp. Cũng chỉ có vũ nhu tử, có một người cha nhà giàu trong giới tu chân như thế, mới dùng lãng phí loại bùa cao cấp như thế này. Chế tác bùa chú cao cấp không dễ, tuy rằng có thể sử dụng được nhiều lần nhưng cũng có hạn chế dùng một lần sẽ ít đi một lần tu chân giả thông thường nếu lá phù màu vàng bắt đầu phát động năng lực dưới sự khống chế của vũ nhu tử ở phía xa trong căn hộ của thầy giáo thầy nhân thủy vẫn đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng nhiên bị một lực kéo ngã từ trên giường xuống rất không may là chân của hắn lại vừa lúc ở một góc độ dễ bị chật khớp vì vậy phanh két có tiếng của cái gì đó bị uốn cong. Á, à, nhân thủy đau nhức tỉnh lại, kêu rên, ứa mồ hôi lạnh, gót chân bị chật nhanh chóng xương tấy. Nhưng vì để không đánh thức con gái đáng yêu đang ngủ, ngón tay hắn bấu chặt chăn mền, cắn chặt răng, nuốt tiếng kêu thảm thiết vào trong bụng. Thật đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Nhân thủy cắn chặt răng, tay nhanh chóng nắn bóp gót chân, rõ ràng rất có kinh nghiệm. Bị chật chân kiểu này thì vẫn không cần phải nằm viện sau khi xoa nhẹ một lát thầy nhân thủy dùng một chân đứng lên chống vách tường nhảy lò cò đến chỗ tủ lạnh chuẩn bị dùng dầu hoa hồng và đá để chườm lạnh thế nhưng phép thuật của vũ nhu tử vẫn chưa kết thúc mục tiêu của cô là đánh vị thầy giáo đáng thương này vào viện nhân thủy nghĩ rằng mình chỉ là ngoài ý muốn ngã xuống giường bị chật chân cũng không biết có một lực lượng thần bí muốn cho chân hắn phải bị chật đến mức nằm viện cho nên hắn mới biết mình vịn tường nhảy lò cò là chuyện nguy hiểm tới nhường nào kiểu đi này, không nghi ngờ gì, rất thích hợp để tiếp tục bị chật chân. Nhân Thủy đang nhảy nhảy, bỗng nhiên nhảy hụt. Rắc, lần này là tiếng gãy xương, một chân đang nguyên đang lành, giờ lại gãy xương, so với chân kia bị chật chân thì đúng là quá nặng. Á! À, nhân Thủy ngã ầm ầm xuống đất, trợn mắt, quặn đau đến mức hít vào khí lạnh, lần này đúng là đau đến mức chảy cả nước mắt. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới mức thương tâm hắn nhìn một chân bị chật khớp, một chân bị gãy xương, hốc mắt ươn ướt. Nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể nhận mình không may thôi. Sau khi hít vào vài hơi khí lạnh, hắn cẩn thận lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho vợ, cầu xin trợ giúp. Vợ của hắn cũng là giáo viên ở trường Đại học Giang Nam. Vì có con gái ở đó nên hắn không trực tiếp gọi 120 đến bệnh viện được, phải đợi vợ về mới có người chăm con bé, để mình vào viện. Nghe chồng mình trình bày việc, hai chân cái gãy xương chật khớp, xong, vợ của Nhân Thủy vừa lo lắng, lại vừa thấy hơi buồn cười. Vội vàng mời một người dạy thay, cô chạy vội về nhà. Thầy giáo Nhân Thủy nói chuyện với vợ xong, lại gọi điện cho nhân viên nhà trường, báo họ tìm người dạy thay tiết 3 chiều mai. Hai chân hắn bị như thế này, trăm phần trăm phải nhập viện điều trị rồi, nên hắn mới thông báo với nhân viên nhà trường sắp xếp điều chỉnh lịch dạy. Xong. Vũ Nhu Tử thỏa mãn gật đầu, cất kỹ lá bùa màu vàng. Thế này, cô đã đạt được mục tiêu rồi. Thầy Nhân Thủy xin nghỉ, tiết học chiều mai sẽ không có ai dạy. Ngày mai không có tiết, Tống Thư Hàng sẽ rảnh. Thư Hàng mà rảnh, thì có thể cùng cô đi thành phố Di. Người xem, đơn giản như vậy thôi. Làm xong việc, tâm trạng Vũ Nhu Tử rất tốt. Cô vào nhà, liền thấy Tống Thư Hàng đang thay đàng đặt vé xe trên trang web bán vé. Vũ Nhu Tử nhẹ giọng hỏi. Tống tiền bối, hay là ngài cũng đặt một vé đi? Nói không chừng chiều mai ngài lại không có tiết đấy. Tống Thư Hàng trêu lại. Ha ha, nếu không có tiết thật thì tôi sẽ tiếp tục đặt một vé nữa. Lời vừa thoát khỏi mồm. Tinh tinh. Lúc này, tài khoản của trang web trường bỗng bắn ra một cái tin nhắn. Các sinh viên lớp 43 khóa 19 của khoa cơ giới công trình học thuộc Học viện Chế tạo và Thiết kế cơ giới xin chú ý, vì thầy nhân thủy bị thương nhập viện, nên chiều mai có tiết công tác thống kê đổi thành tiết tiếng Anh của thầy Smith. Các sinh viên hãy thông báo cho nhau và chuẩn bị tốt cho tiết học. Cảm ơn. Tin nhắn này phát đi phát lại 3 lần. Hơi nữa lại cách một tiếng lại phát một lần. Nhân viên Đại học Giang Nam đúng là làm việc rất nhanh, hiệu suất cực kỳ cao. Từ lúc thầy nhân thủy gọi điện thoại xin nghỉ đến lúc gửi tin nhắn, chỉ mới một hai phút. Tống Thư Hàng lầm lầm lầu bầu. Ơ, ờ, thầy nhân thủy bị thương, trùng hợp thế cơ à, nhưng mà mai lại đổi thành tiết tiếng Anh, phải đi học lớp của ông già Smith đó sao? Mà Vũ Nhu Tử đang đứng bên cạnh hắn lại hai mắt rưng rưng. Đây hẳn là, mà cao một thước, đạo cao một trượng rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 15.